chương 91, những chuyện như thế này, tình cảnh này, do đã biết được nguyên do, Dương Thần có thể đại khái đoán được người mà an tâm nói đến là ai. Vài người đàn ông mặc ô phục đen bước xuống từ hai chiếc xe Mercedes-Benz, theo sau là hai người đàn ông một già một trẻ, thoạt nhìn thì khoảng ngoài 50, những sợi tóc đen trắng đan xen nhau được trải chỉnh tề vuốt ra sau đầu, một khuôn mặt dẻo dai không một nếp nhăn, xem ra bình thường rất chú ý bảo dưỡng nhìn không ra vết tích của sự giả yếu. Người thanh niên mặc một bộ âu phục màu trắng, thắt cà vạt màu đỏ, tinh thần sáng láng, khuôn mặt tuấn tú, mang theo nụ cười như ánh mặt trời. Vừa xuống xe một cái liền đi bên cạnh người đàn ông lớn tuổi, thoạt nhìn có vẻ vừa thân cận lại vừa có vẻ tôn trọng người lớn tuổi. Đó là ba của cô, bảo dưỡng cũng không tệ nhỉ, lúc còn trẻ chắc còn đẹp trai phong độ hơn tôi, xem ra gen của cô cũng rất khá đấy chứ dương thần chỉ chỉ vào người đàn ông trung niên có sắc mặt tái nhợt an tâm từ mặt của dương thần không thấy chút kinh hoàng nào kỳ lạ hỏi lại anh không đi sao ba tôi bây giờ nhất định là rất muốn xé xác anh ra đương nhiên là phải đi rồi nhưng bố của cô đã đến trước mặt tôi không chào một tiếng mà đã đi thì tôi lại thành bỏ chạy mất rồi tôi đây không thích chữ bỏ chạy này dương thần cười cười nói không đợi an tâm khuyên nhiều cha của cô đã chạy tới trước mặt của an tâm lên tiếng người muốn chạy cũng chạy không thoát ba chuyện này coi như con làm không liên quan gì đến anh ta an tâm bước một bước đi đến trước dương thần chắn giữa cha và dương thần thản nhiên nói là con dụ dỗ, dỗ anh ta con gái an tâm của ba bây giờ đích thị là một người đàn bà hư hỏng rồi hơn nữa cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian để lên trang bìa của một vài tờ báo lá cải mọi người sẽ biết con gái chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn an thị đâu còn trong trang nữa trước khi kết hôn đã qua đêm với trai lạ ở quán ăn đêm, hơn nữa lại là ở khách sạn của gia tộc nhà vị hôn phu nữa chứ, bốp, một cái bạt tai như trời giáng lập tức giáng xuống, khuôn mặt trắng nõn nà của an tâm hiện ra một dấu bàn tay đỏ ưng. Ừ. Cái thứ nghiệp chướng như mày, mày, muốn tào tức chết, hai, còn người chừng lên nhìn, mắt hàn lên tia máu đỏ, giọng điệu run rẩy bàn tay phải vừa giơ lên giữa không trung dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hạ xuống một lần nữa an tâm cũng không tránh đi, tiếng cười nhẹ bẫng không vui không buồn, vuốt lại mái tóc dài bị rối một cách nho nhã, nếu vẫn chưa đủ, có thể đánh thêm vài cái, dù sao cũng là ba đưa con đến thế giới này, ba có quyền đánh con, con không sao cả, con không nên làm như vậy, từ nhỏ đến lớn, con chưa từng làm ba thất vọng, con đều rất nghe lời, tại sao, nhìn vào đứa con gái danh vía duy nhất, đau khổ hỏi, an tâm nhìn thẳng vào ba rồi lại liếc mắt sang nhìn người đàn ông mặc bộ âu phục trắng mặt không chút biểu cảm, cười đau khổ, không sai. Từ nhỏ đến lớn đều rất nghe lời ba, bởi vì ba nói con là niềm hy vọng mà người mẹ đã mất của con để lại ở thế giới này. Bảy tuổi ba nói con phải học piano, không mất đến một năm con đã đạt giải nhất giải nhi đồng toàn quốc. Năm chín tuổi ba để con theo học thầy dạy ba lê, 13 tuổi con đến viên tham gia biểu diễn cùng đoàn nghệ thuật của Nga, học vẽ, học xếp hoa học tất cả những thứ mà con cái nhà quý tộc học, chỉ cần ba muốn con làm, con đều sẽ làm được, hơn nữa còn nỗ lực để đạt được thứ tốt nhất. Bà nói không biết nên chọn Oxford hay Cambridge, con đã học đến quên ăn quên ngủ để lấy được tấm bằng thạc sĩ của cả hai trường đó. Từ nhỏ đến lớn chỉ cần ba nhắc đến người mẹ đã mất của con, không muốn con phụ sự kỳ vọng của bà ấy, con đều dốc toàn lực đi làm. Nhưng trong mắt An Tâm ánh lên vài tia màu hồng đỏ trong suốt, khóe miệng cười lên những tiếng cười chua xót. Nhưng người mẹ đã mất của con sẽ không ép con lấy người mà con không muốn lấy, là ba muốn con lấy anh ta. An tâm chỉ tay vào người đàn ông mặc bộ âu phục trắng đứng bên cạnh đang lặng yên không nói câu nào, cười nhạt nói, người này chi là kẻ thân thích của tình nhân của ba thôi. Ba nghe lời tình nhân, hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của con, muốn con lấy một người hoàn toàn xa lạ, hơn nữa lại là người đàn ông mà con không thích con là con gái ruột của ba, còn người đàn bà đó mới ở bên cạnh ba hai năm thôi mà cái gì ba cũng nghe à, hoàn toàn coi thường những việc con làm. đây lẽ nào cũng là vì người mẹ đã chết của con đủ rồi. An tại huân quát lên một tiếng rất to, rồi ngay lập tức ho một trận kịch liệt, không nói tiếp được đến nửa câu. người đàn ông mặc bộ ô phục trắng đứng bên cạnh tỏ vẻ lo lắng, nhíu mày nói: bác An đừng kích động, an tâm chỉ là nhất thời nghĩ không thông cô ấy tuổi trẻ bồng bột dễ phạm sai lầm để cháu đi nói chuyện với cô ấy an tại huân nghe thấy lời của người đàn ông đó lộ vẻ vui mừng khổ sở gật gật đầu liễu vân là nhà họ an chúng ta có lỗi với cháu là an tâm đứa con gái bất hiếu này có lỗi với cháu con không có lỗi gì với anh ta từ trước đến giờ con chưa từng hứa hẹn gì với anh ta con muốn ngủ với người đàn ông nào đấy là quyền tự do của con an tâm lạnh lùng nói liễu vân cũng chẳng thèm để ý chấn an an tại huân xong rồi mới quay ra cười với an tâm nói, an tâm đừng bướng bỉnh nữa, em xảy ra chuyện này, bác và dì đều rất lo lắng cho em, mau đi về cùng chúng ta đi. Đây là chuyện nhà chúng tôi, liên quan gì đến anh, an tâm quay đầu bỏ đi, không thèm để ý đến Liễu Vân, Liễu Vân vẫn không hề tức giận, nở một nụ cười ấp áp khuyên nhủ, được được, đây là chuyện nhà em. Nhưng là một người bạn, anh cũng muốn để cha con em có thể cùng ngồi xuống nói chuyện, anh biết em không vừa ý khi được gả cho anh chúng ta quen nhau chưa lâu nhưng anh đối với em là thật lòng thật giả từ lần đầu tiên nhìn thấy anh đã không thể nào quên được em rồi hãy cho anh thêm thời gian đợi sau khi chúng ta kết hôn anh sẽ cho em thấy lựa chọn anh là một điều đúng đắn anh điên rồi sao anh còn muốn lấy tôi an tâm không thể tin nổi nhìn vào liễu vân anh còn muốn lấy một người phụ nữ hư hỏng một người phụ nữ mà trong mắt người khác là một người đàn bà dâm đãng về làm vợ anh liễu thiếu gia của tập đoàn bích liễu não của anh có vấn đề rồi à dương thần đứng ở bên cạnh nghe đến đây không khỏi có chút kinh ngạc không ngờ liễu vân trẻ tuổi này lại phải lấy an tâm yêu quái đúng là xui xẻo không những hủy hoại danh tiếng của bản thân mà còn ác ý hủy hoại danh tiếng của bên nhà vị hôn phu hẳn là đã có kế hoạch ở trong sản nghiệp nhà đối phương làm chuyện như vậy tối hôm qua không phải mình đưa cô ta đến khách sạch bích vân thì an tâm cũng sẽ tự nhắc đến lúc này liệu vân lắc lắc đầu anh nói với em những điều này đều là thật lòng an tại huân có chút cảm động vốn tưởng chuyện này hỏng đến nơi rồi không ngờ liễu vân lại khoan dung độ lượng như vậy lập tức nói liễu vân à con đúng là đứa con ngoan con bé an tâm này không biết tốt xấu gây ra chuyện ô nhục cả đời như thế này con không tính toán gì mà vẫn muốn lấy nó ta đúng là không nhìn nhầm người. An tâm mau xin lỗi Liễu Vân đi, an tâm hừ một tiếng, quay đầu bỏ đi. Con, ăn tài huân lập tức muốn nổi đóa lên, có phải con muốn làm ta tức chết mới cam tâm không hả? À? Đúng lúc này, thấy vẫn không ai để ý tới mình, dương thần chịu không nổi, mở mồm ra nói, vậy, không, có chuyện của tôi, tôi đi trước đây, hôm nay tôi muộn làm rồi, không thể lại muộn tiếp được. Mấy người lúc này mới nhớ ra nhân vật nam chính vẫn còn đang đứng ở bên cạnh, An Tại Huân đối với Dương Thần xa lạ đã là quan hệ, ác tặc, với con gái ông, tất nhiên không mấy hỏa nhã, cười giận dữ nói, muốn chạy sao? Cậu dụ dỗ con gái ta, để nó phạm phải lỗi lầm lớn như vậy, cậu có thể toàn mạng mà rút lui sao? Chú à, vậy chú muốn như thế nào? Dương Thần cười khổ sở, chuyện cũng đã xảy ra rồi, cháu cũng chẳng biến con gái chú lại thành trinh nữ được. Cậu, tên xúc sinh này. An, tại Huân không ngờ Dương Thần không những không sợ, còn ngang nhiên trưng ra bộ mặt hồn nhiên không sợ sệt gì, Liễu Vân sốc lại tinh thần, sắc mặt ôn hòa hỏi Dương Thần, vị tiên sinh đây họ gì vậy? Tôi tên Dương Thần, Liễu tiên sinh cảm thấy khó chịu trước việc tôi cướp đi vị hôn phu của anh, thì anh cứ to tiếng chửi tôi mấy câu, ưng, tôi biết mà, đàn ông đương nhiên là không thích có người cướp đi người phụ nữ của mình rồi, mặc dù vẫn chưa trở thành người của anh dương thần sơ sờ đầu có những chuyện chẳng biết phải làm thế nào chuyện này mà cứ đè nén thì sẽ trở nên lung tung lộn xộn mất thôi liệu vân cười nói dương tiên sinh là người hiểu chuyện tôi không có ý định báo thù dương tiên sinh tôi hy vọng chuyện này có thể bình tĩnh giải quyết để an tâm vợ chưa cưới của tôi chịu ảnh hưởng ít nhất lần này là ngoài ý muốn của cô ấy là do tôi chăm sóc cô ấy chưa đủ tốt khó chối được sai lầm này dương tiên sinh nếu không ngại mọi người giải quyết chuyện này trong hòa bình chỉ cần dương tiên sinh miệng kín như bưng có người hỏi đến chuyện này thì cũng xin một mực phủ nhận phủ nhận nhà báo đều đến rồi phủ nhận thì có ích gì chứ dương thần hỏi liễu vân cười tự tin dương tiên sinh hình như không biết sản nghiệp truyền thông của tập đoàn bích vân cũng rất có thành tích sáng sớm hôm nay những thông tin kia đều đã được thu hồi lại rồi cơ bản đều đã được khống chế vì vây dương tiên sinh có thể yên tâm sẽ không ảnh hưởng đến hình tượng của dương tiên sinh những bức ảnh truyền ra ngoài chúng tôi sẽ giải quyết một mực phủ nhận tất cả không cần biết là an tâm hay dương tiên sinh đều sẽ không gặp bất cứ phiền phức nào dương thần xem như đã hiểu ra rồi vị chủ tịch trẻ của tập đoàn bích vân quả nhiên cũng có chút tài năng không ngờ đến truyền thông trung hải cũng có thể khống chế được an tại huân vui mừng vỗ tay liễu vân giỏi thật vẫn là cháu có cách Liễu gia quả nhiên không phải là gia tộc tầm thường. Cứ như vậy ta có thể yên tâm được rồi. Ta nói cái con bé này, làm chuyện ngốc nghếch như vậy, hỏng mất danh tiếng, không sợ sau này được gả vào liễu gia rồi sẽ bị người ta ghét bỏ sao. Bác yên tâm, người khác dám nói xấu gì an tâm liễu vân cháu sẽ cố hết sức bảo vệ an tâm không bị tổn thương. Liễu vân nói xong lại nhìn an tâm bằng đôi mắt đắm say, an tâm rốt cuộc cũng thay đổi sắc mặt nhưng không phải vì đôi mắt nồng cháy tình yêu của liễu vân mà là vì thủ đoạn của liễu vân khiến cô không kịp phòng bị kế hoạch phá hỏng danh tiếng của cô coi như thất bại vậy là chắc chắn vẫn bị gả vào nhà họ liễu rồi không còn lựa chọn nào nữa hiện giờ vẫn còn một tia hy vọng đó là dương thần không phủ nhận gì đem tất cả chuyện ngày hôm qua nói ra hết vậy thì những thông tin bị phong tỏa kia cũng coi như vô dụng rồi bởi lời mà đương sự nói mới có sức thuyết phục nhất nhưng nếu Dương Thần nói sự thật ra thì anh ta cũng phải mang cái tiếng gian phu dâm phụ ảnh hưởng tới danh tiếng của anh ta. Khi còn có sự lựa chọn khác, ai sẽ vô vị đến mức mà nhận các tiếng bị người ta phỉ nhổ chứ? Mặt an tâm trở nên trắng bệch, quay đầu lại nhìn Dương Thần trầm mặc không nói. Người mới quen biết không đến một ngày, lại cướp đi cái mà mình trân trọng còn hơn bản thân suốt 20 năm qua. Đích Thị là một người đàn ông, anh ta vẫn như đêm hôm qua, hóa thành một chàng kỵ sĩ dũng cảm mang chính mình lao ra phía trước bụi gai sao, không biết từ lúc nào Dương Thần đã rút từ trong túi ra một điếu thuốc châm lửa nhả ra những vòng khói trông giống bộ dạng của một lão nông dân, so với người đã thành đạt như Liễu Vân quả là một trời một vực, Liễu Vân tràn đầy tự tin, kiêu ngạo nhưng vẫn không mất đi sự ôn hòa, dường như sự anh Tuấn trẻ tuổi vốn như nó phải thế, nhìn Dương Thần chậm chạp không nói lời nào, có vẻ như đang suy nghĩ, anh ta cũng không vội vàng. Dương Tiên Sinh có phải cảm thấy chuyện này có chỗ oan ức? Nếu Dương Tiên Sinh không ngại liễu mỗ nhiều chuyện, liễu mỗ sẽ bù đắp cho Dương Tiên Sinh chỉ cần Dương Tiên Sinh miệng kín như bưng là được giữ gìn danh dự cho vợ chưa cưới của tôi và Dương Tiên Sinh. Không cần, Dương Thần khoát tay phả khói, cao mày nhìn an tâm đang thấp thỏm không yên, lại nhìn liễu vân dường như đã nắm chắc mọi thứ trong tay cười cười nói, người như tôi chẳng dám nói đến chuyện vĩ đại gì cũng chẳng nói được mấy chuyện nhưng nói đến chuyện phụ nữ, chuyện đã rồi mà còn ép nói là không có chuyện đó, chuyện này tôi không làm được. Chương 92, tất cả đều cút hết đi, Dương Thần vừa nói dứt câu, nháy mắt một cái, vẻ mặt của mỗi người đều rất phân khích, Liễu Vân và An Tại Huân đều tưởng mình nghe nhầm, ngay sau đó An Tại Huân lại nổi cơn tức giận, còn Liễu Vân chợt nhắm hai mắt lại, trong phút chốc không đoán ra được điều gì, vui sướng nhất là an tâm vui đến mức phát khóc những giọt nước mắt trong suốt tràn qua mi anh ta vẫn là chàng kỵ sĩ đi con bà nó danh dự đi con bà nó tiền bạc đi con bà nó miệng kín như bưng làm thì làm rồi không có cái gì mà không được nói không thể nói người đang hút thuốc khiến người khác phải sập khói kia bộ dạng bình thường người đàn ông vừa mới quen biết chưa được một ngày vì một kế hoạch vớ vẩn của mình lại dùng danh dự của anh ta để giữ gìn sự tôn nghiêm cho mình dương thần em yêu anh chết mất thôi giống như vừa từ địa ngục trở lại với thiên đường an tâm vui mừng nhào vào trong lòng dương thần hai tay ôm cổ dương thần cũng chẳng để ý chuyện dương thần vừa mới hút thuốc hôn dương thần một nụ hôn thật nồng nàn chẳng sợ xung quanh còn có ba chồng chưa cưới vệ sĩ đang nhìn như vậy thì đã sao chứ tất cả đều cút hết đi tôi chỉ cần người đàn ông này thôi dương thần có vẻ hơi xấu hổ hiện tại con gái nhiều cô đơn thuần chính mình là tên lưu manh chơi xấu người ta xem ra được coi là phong độ, còn chủ động hôn mình, chấm UHM mặc dù không thích bằng hút thuốc, nhưng hôn ngay trước mặt cha với chồng chưa cưới của người ta thế này, trong lòng vẫn thấy không tồi chút nào, đặc biệt là tên Liễu Vân trẻ tuổi lắm tiền đó, so với mình còn đẹp trai hơn một chút, nhưng đến cuối cùng, người phụ nữ của ngươi chẳng phải vẫn nằm trong lòng ta sao? Ưm, ưm dương thần ngại ngùng nói, an tâm cô cô, đừng dùng răng cắn đầu lưỡi của tôi, an tâm kiềm chế bản thân, ở miệng, ở mặt thậm chí cả ở cổ của dương thần đâu đâu cũng để lại những nụ hôn ướt át, lúc đó mới chịu bỏ ra, ánh mắt đầy cảm động nhìn dương thần, bản thân an tại huân cũng sắp bị làm cho tức chết nhìn thấy con gái đứng ngay trước mặt đang hôn cuồng nhiệt một người đàn ông hoang dã, thiếu chút nữa giận đến ho ra máu, run dày khớp hàm nhìn hai người. Lại không thể chửi được câu nào chỉ không ngừng thở hồn hển. Liễu Vân vẫn im lặng như nước, nhưng vẫn không hề tức giận, để An Tài Huân không phải quá kích động mới từ từ phong độ xoay người lại, nghiêm mặt nói, Dương Tiên Sinh, xem ra anh không muốn phối hợp rồi, Dương Thần cười ha hà nói, đây, không phải là tôi không muốn phối hợp chỉ là con người tôi không có thói quen trợn mắt lên nói dối như vậy thôi, đặc biệt là đối với loại chuyện nghiêm túc như thế này. Người sống một bộ mặt cây sống một lớp vỏ không thể coi chính tiết con gái nhà người ta không ra gì được tôi nghĩ nếu liễu đại thiếu ra quả thực thích an tâm thì nên hiểu đạo lý này nếu tôi không thật sự yêu cô ấy thì sẽ không hao tâm tổn trí che giấu giúp cô ấy dương thần lắc đầu lần đầu tiên tỏ vẻ nghiêm túc anh phải che giấu cái gì anh che giấu không chỉ là trinh tiết của cô ấy không chỉ là sự tôn nghiêm của cô ấy nếu như anh thật sự yêu cô ấy thì nên yêu mọi thứ thuộc về cô ấy sợ gì chuyện cô ấy lên giường với một trăm một nghìn một vạn người đàn ông chứ anh cũng nên tiếp nhận điều đó, chứ không phải là tìm cách để che giấu đi sự thật đó. Cái mà anh yêu chỉ là thể xác bên ngoài, chứ không phải là an tâm Dương Tiên Sinh, hãy thu lại những lời nói vớ vẩn của anh đi. Đừng hoài nghi tấm lòng chân thành của tôi đối với vợ chưa cưới của tôi." Sắc mặt của Liễu Vân bắt đầu khó coi, an tâm cũng khó có thể che giấu được vẻ xúc động. Vừa mới lau khô được nước mắt, nước mắt lại trực trào ra, giận dỗi đập vào ngực của Dương Thần đáng ghét chỉ biết nói những lời làm người ta phải khóc có phải là còn muốn lên giường với em không đây rõ ràng là do ông trời không tốt dương thần xấu hổ cười cười hắn chỉ là ăn ngay nói thật nhìn hai người không coi ai ra gì còn liếc mắt đưa tình với nhau liễu vân dù có nhịn thế nào cũng không thể nhịn được nữa nheo hai mắt lại dương tiên sinh xin anh hãy tự trọng một chút an tâm vẫn còn là vợ chưa cưới của tôi tôi sẽ không thay đổi quyết định kết hôn của mình nếu anh hy vọng đến lúc đó có thể bình yên vô sự đến dự hôn lễ của chúng tôi thì tốt nhất không nên dây dưa với vợ chưa cưới của tôi nữa nghe thấy những câu nói mang vài phần uy hiếp này dương thần theo bản năng liền cảm thấy không thoải mái cười nhạt nói tôi ở cùng tiểu bảo bối của tôi như thế nào đó là tự do của tôi về việc có thể nhìn thấy lễ cưới của anh và an tâm hay không còn phải xem an tâm có đồng ý lấy anh không đã. Vấn đề này tôi thấy còn phải bàn bạc thêm, an tại huân lúc này đã lấy lại được một chút hơi, giận không thể lớn tiếng quát mắng, tên xúc sinh ăn tim gấu gan hùng ngươi là loại ngươi gì vậy? Ngươi đừng tưởng con nha đầu thối này bảo vệ ngươi là chúng ta không làm gì được ngươi. Chỉ cần an tại huân ta còn một hơi thở, ta tuyệt đối không để tên xúc sinh như ngươi có ngày tốt lành đâu. Ngươi tin không ngay bây giờ ta có thể sai người đánh chết ngươi, không được làm hại anh ấy, an tâm thấy cha thực sự sắp động thủ vội vàng giang hai tay ra bảo vệ dương thần trong lòng cô lúc này tràn ngập sự áy náy và cảm động đối với dương thần sao có thể khác được dương thần cười nhạo dường như đây là chuyện buồn cười nhất thế gian này kéo an tâm yếu đuối không sức chống cự về phía sau mình tiến lên vài bước hướng về phía an tại huân và liễu vân nói dạo này tôi khá nghèo không nhiều tiền bằng các người thủ hạ cũng không đông bằng các người xe cũng không đắt bằng của các người nhiên không có nghĩa là tôi để cho các người ức hiếp tôi không có thói quen đem phụ nữ ra làm tấm kính để chắn cho mình bộ mặt là phải dựa vào hai tay mình kiếm được không phải dựa vào mồm mép mà nên chuyện được nói tới đây sắc mặt của dương thần trở nên đáng sợ ánh mắt nhìn xuyên thấu khiến an tại huân và liễu vân đều cảm thấy vài phần khó chịu lão già tôi nói cho ông biết tôi ghét nhất bị người ta uy hiếp dương thần tôi hôm nay đứng trước mặt ông một đôi tay một đôi chân còn mang thêm một thứ mà hơn tất thầy các người, lão già, tôi đã làm tình với con gái ông, tôi làm tình với con gái ông không chỉ một lần, hai lần, một đêm tôi làm tình với cô ta tới mười mấy lần, ông có thể làm giống như tôi không? Tôi đã làm rồi, tôi còn làm rất vui vẻ nữa, con gái ông cũng rất vui vẻ, qua mấy ngày không chừng con gái ông còn sinh cho tôi một đứa con cũng nên, vậy ông bảo tôi phải làm thế nào? Ông muốn tôi phải làm thế nào? Ngươi, ngươi, tôi nghe đến những câu thô bỉ như vậy an tại huân trợn ngược mắt lên giận tới mức không nói nên lời liền hôn mê bất tỉnh vải tên vệ sĩ vội vàng đỡ ông ta đưa ông ta về xe an tâm nghe dương thần nói tới những hành vi phóng đáng như vậy đôi má lúng đồng tiền đỏ ửng chính mình cũng có chút ngạc nhiên không ngờ mình lại không hề nổi nổi giận ngược lại trong lòng còn cảm thấy ngọt ngào nhìn dương thần đứng sừng sững trước mặt nhưng bóng dáng lại không hề cao lớn lại có cảm giác an toàn của một ngọn núi, cảm giác vững vàng. Liệu Vân cũng đã bị khiêu khích đến giới hạn chịu đựng cuối cùng. Từ trước đến giờ chưa có ai dám đứng trước mặt mình nói những lời khiêu khích như vậy khóe miệng cười nhạt nói. Dương tiên sinh, anh sẽ phải hối hận vì những hành động vô lễ mà anh đã làm. Hối hận cái mẹ người Á. Lúc Dương thần nói, đột nhiên thân hình ở phía trước nhào đến. Một bàn tay như con rắn điện chộp lấy cổ Liễu Vân. Thiếu ra vài tên vệ sĩ căn bản không kịp phản ứng, liền đứng nhìn Liễu Vân bị Dương Thần dùng một tay bóc cổ, chặn ở chỗ chí mạng, thả thiếu gia của chúng ta ra, vài tên vệ sĩ giận dữ quát, nhưng lại không dám hành động khinh suất, bởi chúng có thể nhìn thấy lửa giận từ ánh mắt của Dương Thần, thậm chí là cả sát khí, Liễu Vân thấy mình bị giữ như vậy, liền có ý dùng quyền cước để đánh lại Dương Thần, để hắn thả mình ra. Nhưng về điểm này anh ta sao có thể bằng được Dương Thần? vài cây nắm tay đá chân trên người dương thần chẳng qua chỉ như mũi đốt chẳng thấm vào đâu dương thần cười nhạt một tiếng tay dùng thêm chút lực bóp chặt vào cổ liễu vân rồi nhấc bổng cái thân hơn 50 cân của liễu vân lên dễ dàng như nhấc một con búp bê bằng vải ngươi chấm em ấy yêu buông thiếu ra nhà ta ra mấy tên vệ sĩ cuống lên nhưng chúng cũng không dám khinh thường người đàn ông khí lực phi thường này nhỡ đâu hắn dùng lực bóp gãy cổ của liễu vân thì sao dù sao đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc vua vẫn phải thua thằng liều bọn họ đều không dám làm gì liễu vân gần như đã không thể thở được nữa rồi mặt đỏ bừng bắt đầu liều mạng dãy ruộng nhưng làm thế nào cũng không thể thoát khỏi cánh tay cứng như thép của dương thần dương thần không thèm để ý nói nói chuyện tử tế với các người các người lại tức giận giận rồi thì cũng thôi lại còn chửi ta chửi ta ta cũng rộng lượng bỏ qua nhưng uy hiếp ta là không đúng rồi mà nói xong quay đầu lại hỏi an tâm vẫn đang ngây người ra an tâm tiểu bảo bối em nói xem có phải bóp chết hắn không an tâm giật mình lúc này mới hiểu ra chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình kinh ngạc vì sức mạnh quỷ thần khó đoán của dương thần đồng thời vội vàng hô đừng đừng giết người dương thần anh mau bỏ anh ta xuống xem ra ở trước mặt an tâm tiểu bảo bối ta tha cho ngươi dương thần nói rồi buông tay ra khỏi liễu vân liễu vân kịch liệt ho khan cả mặt đỏ bừng, sợ hãi lui về phía sau của mấy tên vệ sĩ, há mồm ra thở dốc mạng của ngươi là do an tâm cứu, cho nên tốt nhất ngươi đừng có làm khó cô ấy, lần sau ta sẽ không dễ dàng mà thả cái cổ của ngươi ra như vậy đâu, nếu không còn chuyện gì nữa thì ta đi trước đây, Dương Thần nói xong mỉm cười nháy mắt với an tâm, rồi quay người bỏ đi. Liễu Vân và đám vệ sĩ mặt biến sắc mấy lần, trung quy là vẫn không đủ dũng khí đi ngăn cản, nhưng thật ra an tâm mới là người không nợ nhất. Nhưng biết rằng sau này không phải là thời điểm có thể quấn lấy Dương Thần, hơn nửa chuyện đã đến nước này, Dương Thần đã vì mình mà làm quá nhiều rồi, sau này phải dựa vào bản thân mà đối diện tất cả thôi, giống như Dương Thần nói cô cũng có sự tôn nghiêm của cô, trong lòng đối với Dương Thần rất cảm kích, An Tâm nhìn hắn rời đi, rồi sửa sang lại dung nhan, đi về hướng chiếc xe Mercedes Ben An Tâm, em đi đâu? Liễu Vân trầm giọng hỏi anh ta không muốn người phụ này lại rời xa khỏi tầm mắt của mình một lần nữa, an tâm mỉm cười, lười nhác nhìn anh ta, còn có thể đi đâu được chứ, về nhà, nói xong chủ động chui vào trong xe rồi kéo kính lên, khuôn mặt liễu vân u ám hiện lên nhiều cảm xúc phức tạp, đến cuối cùng, dùng những từ mà chỉ có mình nghe được lẩm bẩm nói, là của ta, ai cũng không thể cướp đi được. mươi 93, thất bại của người đàn ông, dù sao thì vẫn là ngày đi làm dương thần sau khi rời khỏi sở cảnh sát lái xe chạy thẳng đến quốc tế ngọc lôi mặc dù kế hoạch chủ yếu mỗi ngày là mua đồ ăn sáng thất bại nhưng là một người yêu công việc là một nhân viên xuất sắc yêu công ty dương thần cảm thấy vẫn là nên tự mình tiếp tục trò chơi đến khi tan làm mới được vừa bước vào phòng làm việc của ban quan hệ xã hội vô số ánh mắt u oán vận uất đều tập trung về phía hắn khiến hắn được một phen dưỡng tóc gáy các vị mỹ nữ chào buổi sáng Dương thần cười cười chào hỏi, rồi đứng ngây ra ở cửa như một cái máy thiếu dầu bôi trơn. Hừ, người nào đó không để ý đến chị em chúng ta sống chết ra sao, vừa mới sáng sớm đã khiến chúng ta bị đói. Trương Thái Biểu đôi môi đỏ mọng, oán giận nói, Dương thần sợ đám phụ nữ này thi nhau công kích, vội vàng nói, tôi có thể giải thích, hôm nay gặp phải chút rắc rối, rắc rối gì, một người đẹp không tin hỏi lại, Dương thần từ trước đến nay vẫn khá thành thực, mở mồm ra nói. Đêm qua ở quán ăn đêm dụ dỗ được một em, sau khi lên giường thì bị cảnh sát bắt. Sáng sớm hôm nay vừa đi ra từ sở cảnh sát, tôi cũng không kịp ăn bữa sáng nè. Tất cả phụ nữ ở ban quan hệ xã hội đều có vẻ mặt đen tối, lý do này mà cũng có thể bịa được. Ai tin đây? Vài người đẹp trêu đùa, khoác lác, anh chỉ háo sắc chứ sao có gan mà làm, lại còn dụ dỗ người ta lên giường với anh, chắc là khủng long chứ gì. Cũng không phải một lần quên mua đồ ăn sáng rồi tiện đến muộn sao, biết anh là người có tiếng làm việc không đàng hoàng, bọn tôi tha cho anh, nhưng cũng đừng bịa ra lý do vớ vẩn như vậy. Anh Dương, hay là anh đến dụ dỗ em đi, để em xem em có lên giường cũng với anh không, để cho cảnh sát bắt một lần em cũng chưa vào đồn cảnh sát bao giờ. Đồ hồ ly tinh lẳng lơ, lần sau muốn vào đồn cảnh sát, thì cứ vào cửa hàng ăn đêm, như vậy không phải xong rồi sao một đám phụ nữ diêu ra diêu rít với nhau, chẳng ai thèm tin cả dương thần đâm ra bực bội nói thật mà không ai tin đây là cái đạo lý gì vậy phòng ba coi như đã qua được đợi dương thần ngồi vào chỗ triệu hồng yến ngồi bên cạnh nửa cười nửa không liếc nhìn hắn một cái anh bị bắt vào đồn cảnh sát thật à tôi việc gì phải lừa cô chuyện như thế này làm gì tôi còn cãi nhau với người nhà của cô gái đó mấy câu triệu hồng yến tỏ vẻ khâm phục anh cũng đen đùi quá đi chứ vụng trộm ở bên ngoài còn bị cảnh sát bắt chưa từng gặp người đàn ông nào thất bại như anh, em tưởng vụng trộm mà đơn giản sao, Dương Thần không vừa lòng, chi bằng lần sau em cũng thử đi vụng trộm xem sao, đừng để chồng em bắt được là được, Triệu Hồng Yến đỏ mặt, nhìn Dương Thần với vẻ hờn rỗi, nói lung tung cái gì vậy, tôi là gái nhà lành. Tận sức phấn đấu cả đời vì hạnh phúc gia đình nhá. Lần trước không biết ai bị tôi sờ một cái. Khiến phía dưới chảy cả nước thế nhỉ dương thần lầm bẩm nói. Triệu Hồng Yến sao chịu được sự khiêu khích ám muội này, giơ tay lên đánh vài cái vào vai Dương Thần, đỏ mặt nói: "Không được nhắc lại vấn đề này nữa, sau này cũng không được phép làm thi nữa. Tôi chỉ coi anh là đồng nghiệp bình thường mà thôi, không có ý nghĩ đen tối như anh đâu, tâm tư xấu xa cái gì?" Dương Thần nhìn người phụ nữ đang xấu hổ bằng ánh mắt chế nhạo: "Em nói tôi giấu đầu hở đuôi, tôi còn chưa nói em xấu hổ cái gì chứ?" Triệu Hồng Yến tức đến mức bộ ngực không ngừng phập phồng hừ một tiếng rồi quay đầu bỏ đi, không thèm để ý đến Dương Thần. Lúc đó Lưu Minh Ngọc mặc một bộ váy trắng, dáng người thướt tha tiến tới. Mấy ngày hôm nay không cần ứng phó với sự quấy dày của Bộ trưởng Mã, khí sắc của phụ nữ ban quan hệ xã hội này xem ra có vẻ tốt hơn nhiều rồi. Hồng hào nhuận sắc, khuôn mặt mỹ miều như đóa hoa tulip, Lưu Minh Ngọc đang cầm một tách cà phê nóng hôi hổi, dựa vào bàn làm việc của Dương Thần, bởi vì bị đè ép khiến cho thân dưới của cô ta trở nên đầy đặn hơn lộ ra những đường cong khoa trương dương thần cậu cũng đừng trêu hồng yến nữa cô ấy cũng chỉ là vì lo lắng cho cậu mà thôi buổi sáng không thấy cậu đi làm còn muốn gọi điện thoại hỏi xem cậu có xảy ra chuyện gì không nhưng ai biết là điện thoại cậu lại tắt máy chứ triệu hồng yến bị nói ra hết những tâm sự không giữ được thể diện chị minh ngọc nói gì vậy sao em phải lo chuyện người không có lương tâm này đến hay không đến chứ trong lòng Dương Thần cũng cảm thấy ấm áp, xem ra mấy người phụ nữ ở đây thực sự quan tâm mình, cười cười nói với Hồng Yến, xấu hổ cái gì chứ, quan tâm đến đồng nghiệp thì có gì không đúng. Ai quan tâm đến anh, ít tự kiêu đi, chịu, Hồng Yến vừa giận dỗi chừng mặt nhìn hắn, quay người đi tiếp tục làm việc khác, Dương Thần quay lại nhìn Lưu Minh Ngọc đang điềm tĩnh đứng bên cạnh, hỏi, còn chị, có lo lắng cho tôi không? Tôi, Lưu Minh Ngọc đột nhiên bị hỏi như vậy sắc mặt có chút không tự nhiên, liên quan gì đến tôi chứ? Cái bộ dạng vô lại của cậu đừng để người khác chịu thiệt thòi, thì cũng sẽ chẳng có chuyện gì. Nói xong, Lưu Minh Ngọc bước nhanh về, thật là biết trả vờ. Dương thần lắc đầu, cười cười, mở máy tính, bắt đầu chơi trò chơi của mình. Buổi trưa vẫn ăn cơm ở nhà ăn nhân viên của quốc tế Lôi Ngọc. Ba người phụ nữ một bàn, đem cơm canh chia cho Dương thần xong. Căn bản cũng chỉ là ngồi nhìn Dương thần ăn như sói nhai hổ nuốt chính mình cũng chỉ ăn được mấy miếng, phần nhiều thời gian đều là ngồi nói những thứ như mỹ phẩm, thời trang, phụ nữ đúng là chẳng bao giờ hết chuyện, đặc biệt là phụ nữ làm ở công ty thời trang. Lúc này Trương Thái mới đột nhiên đề xuất ra một vấn đề, ầy, à, sắp công bố về bộ siêu tập mùa thu rồi, các chị nói xem đến lúc đó sếp có thể xuất viện để chủ trì được không? Chắc là có thể, Triệu Hồng Yến ngẫm nghĩ một chút, sắp nửa tháng rồi, không phải nói sếp tiến hành trị liệu rồi sao? chắc cũng sắp kết thúc rồi nếu đến lúc đấy mà sếp vẫn không đến thì lễ công bố năm nay chắc chắn sẽ thiếu đi rất nhiều nhân vật cao cấp lưu minh ngọc cũng có chút lo lắng đột nhiên nhìn dương thần ở bàn đối diện đang ăn cắm đầu vào ăn giờ khóc giờ cười nói dương thần cậu chí ít cũng là nhân viên của công ty lại không quan tâm gì đến chuyện của công ty sao tôi quan tâm thì có tác dụng gì dương thần thầm nghĩ liếm liếm hạt cơm ở khóe miệng rồi cười tôi không phải là bác sĩ tôi quan tâm thì Lâm Tổng có thể sớm xuất viện à? Vô tâm quá đi mất, Trương Thái lẻ lưỡi với bộ dạng đáng yêu, vợ anh đúng là đáng thương, anh không đáng mặt làm chồng, đúng vậy, lấy được vợ rồi còn đến quán ăn đêm lêu lồng, kết quả là còn bị cảnh sát bắt, công việc cũng không cố gắng, đúng là không biết cô gái ngốc nghếch nào sẽ lấy anh nữa, Triệu Hồng Yến châm chọc, Dương Thần cũng chẳng để bụng, cười cười, biết là các cô ấy cũng chỉ đùa thôi không thì đã không cùng ngồi ăn cơm với mình trong lòng đang nghĩ tuần sau lâm nhược khê chắc chắn xuất viện rồi có rất nhiều chuyện cũng nên nói với cô ấy một chút nói trinh hắn một ông chồng bị cảnh sát bắt vẫn là do làm bậy với người phụ nữ bên ngoài cô vợ lâm nhược khê này đến một bức thư cũng trả viết cho mình chỉ phái một luật sư giúp mình ra khỏi sở cảnh sát có thể bình tĩnh đối đãi với chuyện chồng làm ở bên ngoài như vậy trong giới phụ nữ em lâm nhà mình cũng coi như là độc nhất rồi lười đến độ nghĩ đến đây cũng chẳng có tác dụng gì. Dương thần lắc đầu định tiếp tục ăn cơm, bất giác nhìn thoáng qua, phát hiện đã nhiều hôm nay không nhìn thấy nữ trưởng bộ phận Mạc Thiện Ni đi vào nhà ăn cùng với người bên cạnh cô ta, là thư ký của Lâm Nhược Khê Ngô Nguyệt. Theo sau hai người phụ nữ này còn là một đoàn người, xem ra rất giống nam nữ tinh anh, Mạc Thiện Nhi ăn mặc một bộ quần áo rất hợp thời, chiếc quần màu cà phê sang trọng và đeo một đôi giày da ngư tử phong tao nhã khiến cả người toát ra một vẻ gợi gàm khiến không ít nam nhân viên nhà ăn vụng trộm nhìn cô. Chỉ có điều, khuôn mặt xinh đẹp cu à mặc thiện ni lại có vài phần mệt mỏi, đôi mày đen như bị khóa lại, nói với ngô nguyệt vài câu dường như sắc mặt đượm buồn. Trưởng bộ phận mạc gần đây rất đáng thương, bận việc của ban quan hệ xã hội rồi lại còn phải lo thêm công việc của tổng giám đốc, trường thấy nhỏ tiếng nói. Ngày nào cũng học học học, chúng ta ăn cơm xong rồi mới được xuống ăn cũng hết cách mà lâm tổng tín nhiệm nhất là trưởng ban mạc mà hơn nữa có nhiều công lao ai khiến trưởng bộ phận mạc trước kia ở ban quan hệ xã hội mấy năm gần đây năm nào cũng có bao nhiêu lợi lộc tôi đoán không chừng đợi lâm tổng trở về trưởng bộ phận mạc nhất định sẽ được thăng chức đám người của ban giám đốc đều đã chấm cô ấy rồi triệu hồng yến khâm phục nói hai người đẹp nói xong đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên lưu minh ngọc cười cười mà không nói gì Lưu Minh Ngọc nhìn hai cô gái có phần cổ quái, làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy, Trương Thái cười khúc khích, chị Minh Ngọc, đợi trưởng ban mạc thăng chức, thành phó chủ tịch, trợ lý của chủ tịch vân vân, trưởng bộ phận của bộ phận chúng ta, không phải là chị rồi sao, nói lung tung cái gì vậy, Lưu Minh Ngọc véo véo cái mặt mềm nhũn thịt của Trương Thái, mỉm cười nói, chuyện này đừng có nói linh tinh vốn là như vậy mà Triệu Hồng Yến cũng tán đồng ý kiến của Trương Thái thành tích của chị minh ngọc mấy năm gần đây đều đứng đầu bộ phận mình không thể để người ngoài đến làm trường bộ phận được chị em chúng ta đều ủng hộ chị minh ngọc nhìn dáng vẻ vừa vui mừng vừa ngại ngùng của lưu minh ngọc dương thần không nhịn được liền nói làm như mấy người là thành viên ban giám đốc không bằng ý nói là ai thì sẽ là người đó ngậm miệng vào mà ăn cơm đi ba người phụ nữ đồng thanh nói ngậm miệng vào thì làm sao ăn cơm được dương thần than thở một câu rồi rồi cũng chẳng nói thêm câu nào nữa, đồng thời, lúc vừa mới đi qua bốn người bọn Dương Thần điện thoại của Mạc Thiện Ni đột nhiên đổ chuông, sau khi nhận điện thoại, sắc mặt thay đổi, đáp vài câu đơn giản, quay sang bọn người Ngô Nguyệt giải thích vài câu, định rời đi trước, quay người lại, đúng lúc nhìn thấy Dương Thần đang cố gắng nuốt cơm, Mạc Thiện Ni hơi do dự một chút, đi đến bên cạnh Dương Thần nói, "Dương Thần, đi cùng tôi đến một nơi xử lý một số chuyện." "Hả?" Nhưng tôi đang ăn cơm, không chết đói là được. Đây là mệnh lệnh, Mạc Thiện Ni trừng mắt nhìn hắn. Tên này là chúa lười, nhìn đâu cũng thấy tức, dương thần bất đắc dĩ. Nếu chỉ là cấp trên thuần túy thì không sao cả. Nhưng dù sao thì cũng có giao tình lén lút, không tiện cự tuyệt, chậm rãi đứng dậy, vậy được. Nhưng nếu tôi đói bụng thì cô phải mua cơm cho tôi ăn đấy. mươi 94, màu đưa cho cha, mỗi lần cùng Mạc Thiện Ni ra ngoài, đều đến những chỗ quái lạ, lần đầu tiên đến công ty lưu manh, lần thứ hai, đến một quán ăn khá náo nhiệt, lần thứ ba này theo ra đây, Dương Thần đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng khi đến chỗ hẹn, vẫn hơi sững sốt, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình Trung Nam, đây là một công ty, nhưng chỗ đến của hai người, không phải địa điểm của công ty, mà chỉ là nơi thi công nhận thầu của công ty đó, thép xây dựng bám đầy màu nâu, màu xám của bụi xi măng. Các loại đá nhuyễn lớn nhỏ đổ đống ở một bên. Không khí tràn ngập cát bụi, dưới ánh nắng mặt trời trở nên mông lung, xung quanh là những công nhân xây dựng đầu đội nón bảo hộ lao động màu vàng, không ít người ở trần làm việc, lộ ra những bắp thịt gầy nhom màu đồng, chất nhầy của mồ hôi làm thấm ướt cả quần, mọi người mặt mày đầy bụi bặm, cho dù đang cười với bạn cũng như thấy họ đang khóc, người xưa thường nói mồ hôi của nông dân làm giàu cho chủ nông trại, cũng như mồ hôi của công nhân xây dựng tạo nên những tòa nhà chọc trời. Cái này, Mạc Tiểu Thư cô có chắc không đi nhầm chỗ dương thần nhìn vào người mạc thiện nhi ăn mặc đẹp đẽ cẩn thận đi trên con đường gập ghềnh sỏi đá nghi ngờ đôi giày cao gót của cô không biết có thể chịu được bao lâu mạc thiện nhi vừa lau mồ hôi trên trán bực bội nói cứ đi theo đừng nhiều chuyện dương thần lưỡng thững cười nhưng không quan tâm mạc thiện nhi không thèm để ý tiếp tục bước đi gặp một người đàn ông trung niên như vẻ là người giám sát mặc đồng phục màu xanh của công ty trung nam đang chỉ huy vài công nhân khuôn vác xi si măng, "Này chú, cho hỏi văn phòng làm việc của công trường thi công ở đâu?" Mạc Thiện ni lễ phép hỏi, người đàn ông giám sát ngạc nhiên nhìn cô, trong lòng buồn bực nghĩ người con gái trẻ đẹp sao lại đến chỗ thi công dơ bẩn này, đoán có thể là người công chức đến từ cơ quan nhà nước, mặt mày tươi tắn tiếp chuyện, nhanh chóng nói cho cô ấy biết vị trí của văn phòng, cái gọi là văn phòng chỉ là phòng dùng ván ép lợp tạm một công ty xây dựng quy mô như vậy, chắc đương nhiên có những trang bị tương đối. Phía trong tuy hơi trống trải một chút, nhưng không thua kém gì so với các văn phòng thực sự, có máy điều hòa và tivi. Trong văn phòng chỉ có một bàn làm việc bằng gỗ rất lớn, một người đàn ông trung niên bụng bự, mặc áo vest màu xám không hiệu đang cầm điện thoại nói ồn ào bằng tiếng địa phương. Thấy Mạc Thiên Ni và Dương Thần đi vào, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Mạc Thiên Ni, sau đó nhìn hai người họ nghĩ ngợi gác nhanh điện thoại xuống ông béo nở nụ cười sảng khoái bước tới bắt tay với mạc thiên ni không biết cô cần tôi giúp đỡ gì không mạc thiên ni không thèm để ý bàn tay đưa ra của người đàn ông thản nhiên nói trương phú quý ở đâu tôi đến đón ông ta về ông béo hụt hẫng vì việc bắt tay không thành nghe đến cái tên trương phú quý này đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh híp lại sắp nhìn không thấy gì rồi cô chính là con gái của trương phú quý mạc thiện ni nhíu nhíu mày nhưng cũng gật đầu, phải, Dương Thần ở phía sau hơi tò mò nhìn tình cảnh vừa xảy ra, không nghĩ rằng bố của Mạc Thiện Nhi ở đây, hình như là lúc trước cô ấy nói với mình bố của của cô ấy đã chết rồi, nói cách khác, ông Trương Phú Quý này chắc có lẽ là cha kế của cô, Dương Thần không nói gì, nhìn sự việc xảy ra một cách im lặng, thong thả móc điếu thuốc châm lửa, yên lặng hút, có mang theo tiền không, ông béo đã thay đổi nét mặt. Có phần kiêu căng nhìn Mạc Thiện Ni trong chốc lát hình như đã trở nên ngạo mạn hơn mạc thiện ni yên lặng từ trong bóp lấy ra một sấp tiền xem ra cũng không ít nói đây là năm ngàn nhân dân tệ thả người năm ngàn ông béo cười to năm ngàn là con số ban nãy người cha cờ bạc của cô nói chuyện điện thoại từ nãy giờ bây giờ không thể thiếu chỉ có năm ngàn cái gì sắc mặt mạc thiện ni tỏ ra khó chịu cô nén cơn giận hỏi ông ta lại thua nữa ông béo hừ vài tiếng miệng vẫn ngậm điếu thuốc chỉ vào phóng kế bên, cô tự đi xem xem ông ta đã thua bao nhiêu. Mạc Thiện Ni như cơn gió xoay người rời khỏi văn phòng, đi đến phòng kế bên, dùng sức đẩy cửa phòng, một luồng khói thuốc và mùi rượu phả vào mặt. Mạc Thiện Ni liền bị mùi ghê tởm này khiến cô sặc ho vài tiếng, sau đó mới nhìn rõ cảnh vật trong phòng. Phòng này chỉ đặt vài cái bàn và băng ghế dài, khắp nơi vung vãi những lá bài và con bài, mặt trược, trên sàn mặt xi măng tàn thuốc mọi nơi và những chai bia không? Hai cái bóng đèn lắc lư phát ra ánh sáng mờ nhạt. Hiện giờ trong phòng có bảy tám người đàn ông ăn mặc sộc sạch vây quanh cái bàn lớn nhất. Hai đầu bàn mỗi bên ngồi một người, một người đàn ông mặt dài, mặc chiếc áo sơ mi trắng không cài nút, đầu tóc dựng lên. Phì phèo khói thuốc, một chân gác lên ghế, trông rất nhàn nhã, đối diện hắn, một thân hình khác đang run bần bật, mặc cái áo tay ngắn màu vàng nhạt, sắc mặt bí xị, chán và đôi mắt có nhiều nếp nhăn khuôn mặt người ốm khiến cho hai gò má nhô ra nét mặt Huệ oải người trong phòng nhìn thấy cửa phòng bị đẩy ra đều mấy đầu lại nhìn khi nhìn thấy người mở cửa là một cô gái xinh đẹp ánh mắt liền lóe sáng chỉ duy nhất người đàn ông trung niên lưng khòm đôi mắt thất thần sau khi nhìn thấy mặt thiện ni lộ ra vẻ vui mừng khoảnh khắc giống như từ dưới đất bay dựng lên sải chân chạy đến trước mặt mạc thiện ni hai tay ghi chặt lấy vai của Mạc tiện Ni lắc mạnh, kêu to, Tiểu Ni mau đưa tiền cho cha, mau đưa tiền cho cha, cha cần phải gỡ lại vây của Mạc Tiểu Ni bị ông ta nắm rất đau, nhưng không dãy sụa, hốc mắt đỏ ửng cười thảm thương, cha cần bao nhiêu, có bao nhiêu đưa bao nhiêu, để ta gỡ lại, người đàn ông la lớn, giống như đã tiêm thuốc kích thích, lúc này những người đàn ông kia đã rõ, người đàn ông tóc dựng cười nham hiểm, cô bé cô hẳn là cô con gái mà Trương Phú Quý từng nhắc tới. Cha cô còn thiếu nợ đại quân tôi hai chục ngàn, cô trả giúp ông ta, để chơi tiếp với tôi. Trương Phú Quý mặt đỏ lên, quay đầu lại hét lớn, đại quân mày khoan hả hê, chờ tao lấy được tiền rồi chơi tiếp với mày, cho mày nợ lại tao hai mươi ngàn. Hai mươi ngàn, sắc mặt mặt thiện ni tái nhợt, nhìn cái bóng điên cuồng nói, mới qua nửa tiếng, cha thua từ năm ngàn tăng lên đến hai mươi ngàn cha có biết cha đang làm gì không cha trương phú quý xoay lại nhìn thấy đôi mắt của mạc thiện ni đã ứa lệ cuối cùng cảm thấy có điều không phải cố cắn răng nói lúc nãy cha chỉ hơi xui xẻo con gái con đừng xen vào lát nữa cha sẽ thắng trở lại xui xẻo thời gian xui xẻo của cha còn ngắn sao bao nhiêu năm rồi con đã đưa cho cha bao nhiêu cha có biết hay không số tiền đó có thể mua một căn nhà ở trung hải đấy Mặt Thiện Ni cuối cùng nhịn không được mà lớn tiếng trách cứ nói, Trương Phú Quý muốn nổi giận, nhưng nghĩ tới trong tay chưa có tiền, còn phải trông nhờ vào cô con gái này, chỉ còn cách hạ mình cười khum núm nói, "Con gái, đừng nói như vậy, dù sao con người cũng có lúc xui xẻo, con đừng khóc, khóc cũng vô ích, vì tiền mất đi thì phải gỡ lại, cha nói với con là đến Trung Hải làm việc và nói đến công trường làm thợ hồ nhưng chưa quá một ngày thì bắt đầu cờ bạc." Mạc Thiện Ni thét lên, nước mắt tràn ra thở hồn hền tiền phải đi kiếm chứ không phải thắng từ cờ bạc cha phải bao lâu mới hiểu rõ được trương phú quý bị nói đến không thể phản bác chỉ còn cách gào lên đừng dài dòng nữa đưa tiền đây không đưa đưa cho cha cha lại cờ bạc tiếp cha tự nghĩ cách đi mạc thiện ni tức lên dùng sức đẩy trương phú quý ra xoay người rời khỏi trương phú quý lập tức dùng sức túm tay mạc thiện ni lại giật lấy cái bóp trên tay của mạc thiện ni điên cuồng kêu lớn mau đưa cho cha 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 bắt tay ra dù sao vẫn là phụ nữ làm sao so được sức của đàn ông cây bóp trên tay sắp bị cướp đi những người đàn ông trong phòng nhìn thấy cảnh tượng này đều cười to hả hê trên nỗi đau của người khác mà la lên trương phú quý mày thưa xê sự không được con gái cũng không nghe lời mày con gái mày cũng chẳng thèm cứu mày đáng đời mày ha ha trương phú quý nổi giận lên vừa mất tiền lại mất mặt liền vung tay chuẩn bị tát Mạc Thiện Ni một cái. Mạc Thiện Ni nhìn thấy Trương Phú Quý sắp đánh cô, nhưng tay không thể buông bóp ra, chỉ còn cách nghiêng đâu qua để tránh không bị đánh trúng. Kinh hãi nhắm mắt lại vẻ mặt đầy đau khổ và chua sót. Ngay lúc đó, tay của Trương Phú Quý không thể giáng xuống, vì bị một cánh tay khác nắm lại, không nhúc nhích được. Ê, không phải con gái ông lấy tiền của ông, sao ông lại đánh cô ấy? Dương Thần đứng trước mặt Mạc Thiện Ni không biết từ lúc nào đột nhiên ra tay ngăn chặn Trương Phú Quý. Trương Phú Quý sửng sốt, thở hồn hiền hỏi, mày là ai, tôi là ai không quan trọng, quan trọng là ông không được đánh cô ấy, cũng không thể cướp tiền của cô ấy. Dương thần nói, đây là chuyện gia đình của tao, tao lấy tiền từ con gái tao liên quan gì đến mày. Con gái tao sao tao không đánh được, Trương Phú Quý hung hăng nói. Ông giỏi như vậy, sao không đi dánh với bọn họ? Theo tôi biết, Mạc Thiện Nhi không phải là con gái ruột của ông, chẳng qua là trên danh nghĩa thôi. Đừng tự cho mình là hay ho, Dương Thần lạnh lùng nói xong, cánh tay nắm chặt người trương phú quý dồn sức đẩy ông ta lùi sau tới vài bước, Mạc Thiện Nhi đang chuẩn bị chịu đòn, ngước đầu lên, thấy Dương Thần chắn trước mặt mình. Bóng dáng tuy không to lớn nhưng cũng làm cho cô thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, nhưng nghĩ đến người cha kế nghiện cờ bạc mà đối với đứa con gái đến cứu hắn lại xử sự, sự thô lỗ thậm chí còn muốn ra tay đánh mạc thiện ni cảm thấy rất đau lòng con tim tựa như bị cắn xé bởi vô số con kiến những uất ức tích tụ trong quá khứ dâng trào ra khó mà kiềm chế khóc ra thành tiếng dương thần nhìn thấy người con gái chỉ biết lau nước mắt khóc nức nở cuối cùng hiểu ra được vì sao mạc thiện ni lôi kéo mình vào trong chiến trận này là con gái chắc không dám đến một mình chương 95, cây cỏ đầu tường, mấy người đàn ông trong phòng sắc mặt trở nên khó chịu, đại quân đứng lên, vóc dáng của hắn cao khoảng 1 mét 8 cổ áo phanh lộ ra cơ ngực chắc khỏe, nhìn dương thần, đôi mắt híp lại thành một tuyến, thẳng danh, coi chừng, hãy nhìn kỹ đây là địa bàn của ai có vay phải trả đó là chuyện đương nhiên, cha đánh con gái là chuyện thường tình, mày đừng can thiệp. Trương Phú Quý bị Dương Thần đẩy ra, cũng thẹn quá hoa giận chỉ vào Mạc Thiện Ni và Dương Thần La lớn, "Được lắm, còn đê tiền, hóa ra tìm đàn ông đến giúp, mày muốn cha mày tới trung hải này không mấy ngày mà bị người ta giết phải không? Để sau này mày có một cuộc sống thoải mái một mình." Thấy Mạc Thiện Ni không đưa tiền trương phú quý giận run người mở miệng bắt đầu chửi mắng, Mạc Thiện Ni đôi mắt ứ lệ nhìn ông một cái, đầy tuyệt vọng và xấu hổ, khóe miệng nở nụ cười lạnh, "Tùy ông nói sao cũng được, dù sao tiền ông nợ, ông phải trả." Dương thần chúng ta đi, nói xong, Mạc Thiện Ni kéo Dương thần toan rời đi, Dương thần thật sự không hề gì. Cây lão trương phu quý này đúng là cha con gì để nói, nếu không phải bại não chắc là bệnh tâm thần, vô phương cứu chữa, bốn chữ này thật hợp với ông ta, nếu ông ta không phải là cha kế của Mạc Thiện Ni, cái quật vừa rồi, theo lẽ đã làm gãy tay của ông ta rồi. Tuy nhiên, mấy người đàn ông trong phòng dường như không dễ dàng gì để cho hai người rời đi, đại quân hừ lạnh một tiếng, không để lại tiền, đừng hòng rời khỏi đây." Vài người công nhân cười ha hả dành trước chạy ra ngoài cửa. Chặn ngang đường đi của Dương Thần hai người họ, tiện thể dùng ánh mắt tham lam nhìn lên phần lộ ra da, da thịt mềm mại trên thân thể của Mạc Thiện Ni, Dương Thần cũng đã từng trải, sao giữa ban ngày vẫn ngang nhiên giữ người, nhịn không được cười nói với Mạc Thiện Ni, sao giống như trong phim vậy, Mạc Thiện Ni đâu còn lòng dạ nào để đùa giỡn. Cô nén sự sợ hãi trong lòng, lau khô nước mắt nói: các ngươi muốn làm gì? Có tin tôi gọi một cú điện thoại báo cảnh sát, các ngươi tụ tập cờ bạc, tất cả đều bị bắt giam và phạt tiền." Nhóm đàn ông trong phòng cười ha hả đứng lên, dường như nghe được chuyện cười. Đại Quân vẻ mặt kiêu ngạo tiến tới, cười ác độc nói, "Cô gái, tôi cho cô biết, lúc trước mọi người ở công trường này thiếu nợ tôi, đều nói như vậy, báo cảnh sát cho tôi vào tù, nhưng mà cô biết sau này tụi nó ra sao không?" "Làm sao?" Mạc Thiện Ni không hề sợ hãi hỏi, đại quân cười diễu cợt, trên đời này năm đấm mới là đạo lý cứng rắn, đợi tao cho tụi nó một trận cho mẹ nó nhìn không ra, coi sao mà báo cảnh sát, luật pháp cái gì, tất cả đều là chuyện tầm phào rồi cũng phải ngoan ngoãn nộp tiền cho tao. Đại quân nhìn dâm ô vào người Mạc Thiện Ni chập chập nói, tuy nhiên, tình huống hôm nay hơi khác, con người tôi không thích đánh phụ nữ nếu cô gái xinh đẹp này chịu phục vụ cho anh em chúng tôi thì chuyện tiền bạc sẽ cho qua xong rồi thì thả các người về hàm ý của câu nói này đã rõ dùng thân trả nợ những kẻ đã có tâm địa xấu xa nhìn mạc thiện ni một cách thèm thuồng như là đang chờ một bữa ăn ngon vậy trương phú quý đang căng thẳng vẫn sợ bị đòn bây giờ nghe đến chuyện tiền nong có phần hy vọng tinh thần liền tỉnh táo hướng đến mạc thiện ni kêu lên đổ đê tiện có nghe thấy anh quân nói không mà còn đứng đó thất thần chuyện mắc mớ gì đến mày? đại quân bước tới tát vào trương phú quý, tao giống người ép buộc phụ nữ à? à mà nói hai mươi ngàn tệ đâu đáng giá bằng cô nàng xinh đẹp này? mạc thiện ni nghi, nghi ngờ trương phú quý muốn cô bằng lòng đề nghị của đại quân thiếu chút nữa tức đến mất đi, dường như nước mắt đã cạn, giờ phút này chỉ là sự bất khuất và căm phẫn, cười lạnh nói đừng có mơ, các người không dọa được tôi, biết điều hãy trách xa ra mau để chúng tôi rời khỏi bằng không tôi chắc chắn sẽ báo cảnh sát xử sự, sự của mạc thiện ni khiến dương thần có phần khâm phục đích thật là một cô gái cứng rắn tuy cảm xúc hơi mất kiểm soát nhưng rất nhanh lại cùng cô đứng thẳng lưng tao nói phụ nữ rất dại dột mày cho là tao xạo đại quân gãi gãi lỗ tai xem thường nói nói thật với mày trưởng đồn cảnh sát này rất thân với anh rể tao cho dù mày báo cảnh sát cũng không xảy ra chuyện gì anh rể tao sẽ biết là ông chủ của phòng kế bên hắn đang theo dõi, tiền tao cũng là tiền hắn, tụi mày tưởng dễ dàng rời khỏi đây sao, dương thần chợt bừng tỉnh thì ra ông béo là anh rể của đại quân, hèn gì để cho đại quân cờ bạc sát vách bên cạnh phòng làm việc, cấu kết cùng nhau ăn tiền của công nhân, Mạc thiện ni không dự định ở lâu thêm nói, dương thần, chúng ta đi, đừng bận tâm bọn họ hai người vừa mới nhích người rời đi, mấy tên đàn ông liền ngăn cản mặt lộ vẻ hung hăng nhìn chằm chằn vào hai người bắt họ vào trong đại quân không thèm nói thêm gì quyết dùng bạo lực trương phú quý thấy đám người hành động vội kêu gào anh đại quân chuyện tụi nó không đưa tiền cho anh không liên quan đến em cút vào đi đại quân thô bảo tung cu đá vào mông của trương phú quý trương phú quý ngã nhào bên trong cánh cửa đám đàn ông tiến tới muốn bắt dương thần và mặc thiện nghi từng người một túm vào phòng nhưng dương thần đâu để cho bọn được như ý Kéo mặc Thiện Ni hơi băn khoăn vào lòng, nhấc chân đá mấy cái vào người đứng gần, mấy người vừa muốn đến gần Dương Thần chưa kịp nổi nóng, bất thình lình đã bị cú đá bay ngược ra ngoài. Xương ức giống như gãy lìa ra, may mà tố chất của cơ thể tốt, mới không phun ra máu. Dương Thần thấy kẻ cầm đầu đại quân ngần người ra, cười lạnh một tiếng, tiến tới túm tóc của hắn, không để cho đại quân có cơ hội phản ứng, dùng sức kéo mạnh, ném đại quân vào trong phòng còn nhổ ra một nắm tóc, đại quân bị ném tới không biết trời đất. Lâu nay vẫn cho rằng mình khỏe mạnh ai cũng không sợ, nhưng không ngờ tiếp không nổi chiêu của người thanh niên bề ngoài không có gì đặc biệt này. Chưa kịp phản ứng mà đã bị ném xuống đất, đầu đau đến nỗi bị lột lớp ra. Đại quân sờ vào đầu, một mảnh tóc đã bị nhổ đi, mà máu chảy ràn rùa, cả bàn tay cũng nhuốm đỏ, làm cho hắn liền bị choáng váng. Trong nháy mắt, tình thế nghiên hẳn về một phía, dương thần giống như đuổi dê vào chuồng một cái tát, một cú đá giáng vào bọn họ lúc trước còn kiêu căng mà nay đã khóc la làng. Trương Phú Quý vừa mới ủ rũ sợ hãi nay thấy cảnh này, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc và vui mừng. Cố chịu đựng nỗi đau đớn của cái mông vội chạy đến cạnh Dương Thần nói, thì ra cậu là cao thủ, ha ha, giúp tôi cho bọn chúng một trận, trả thù cho tôi, vừa rồi tôi bị bọn chúng đánh ha ha. Dương Thần hờ hững liếc mắt nhìn hắn, nhấc chân lại đá vào mông hắn một cái ôi, ôi tư thế của Trương Phú Quý như chó ăn phân, ngã vào trong phòng lần nữa. Mày tại sao đá tao? Tao là cha của cô ta, Trương Phú Quý chửi bới, không đợi Dương Thần trả lời. Mạc Tiện Ni lạnh lùng nói, tôi không có người cha như vậy. Mày, mày, Trương Phú Quý chửi ầm lên, nhưng gặp phải ánh mắt lạnh lùng của Dương Thần đang nhìn. Tất cả đều nuốt chững xuống, lẩm bẩm không dám mở miệng, Mạc Thiện Ni vẫn chưa hoàn hồn. Cảm thấy tình thế đã được Dương Thần chế ngự, nhạc nhiên trước sự mạnh mẽ của Dương Thần. Cùng lúc trong lòng cũng cảm thấy may mắn, chỉ là mình vừa rồi suy xét nhiều hơn. Mới đầu nhờ Dương Thần đi với mình hoàn toàn chỉ vì công trường thi công hoàn toàn là đàn ông. Mình là phụ nữ đi một mình thật không tiện. Đầu ngờ mang theo Dương Thần lai like giúp được một chuyện lớn như vậy. Nếu không, hậu quả khó lường. Chuyện này là sao? Một âm thanh từ phía sau vang lên là ông béo chủ quản vừa mới đi một vòng trở về, tức là anh rể của đại quân đã về, nhìn thấy đống hỗn độn sợ hãi la lên, đại quân thấy ông béo đến, tựa như tìm được người cứu tinh, dù cho cái đầu vẫn còn chảy máu, vội vã khóc lóc thảm thiết, anh rể, anh đã tới, bọn họ không trả tiền còn đánh người, sắc mặt ông béo liền tối đi, khuôn mặt đầy thịt run rẩy nói, các người làm cái gì, đông người như thế mà chỉ có một nam một nữ cũng làm không xong? Thằng này biết võ, ôi đau chết đi được, một thằng đàn ông nằm dưới đất la lên, ông béo nhìn thấy cảnh tượng của bọn họ, trong bụng có phần sợ sệt. Nhưng biết rõ lúc này không phải là lúc trùn bước, vì thế ra vẻ điềm tĩnh nói, thằng kia, mày giỏi đánh rồi làm sao? Này cái xã hội có luật pháp mày đánh người phải ngồi tù, tin không bây giờ báo cảnh sát bắt tụi mày đi. Ngồi tù, Dương Thần mỉm cười nói, các người tụ tập cờ bạc, và thông đồng lừa gạt tiền công nhân nếu chuyện này bị phơi bầy ra ánh sáng, đó không phải chỉ đơn giản là ngồi tù vài ngày thôi đâu. bị chạm vào điểm yếu, vẻ mặt ông béo đỏ lên. đừng ăn nói lung tung, chỉ mình trương phú quý muốn đánh cược, có liên quan gì đến chúng ta? thật sao? không liên quan đến chuyện của ông. dương thần cười rộ lên, chậm rãi đi tới trước mặt ông béo nói, nếu ông nói không liên quan đến chuyện của các ông, thì chúng tôi khiến nó biến thành chuyện của ông thế nào? cái, có ý gì? Bên béo hơi ngạc nhiên, đột nhiên dương thần nắm lấy cổ của ông béo, không đợi ông béo phản ứng, giống như tha con chó chết. Vóc người to béo kéo lê vào trong phòng, cân nặng gần 100kg dưới tay của dương thần tự nhẹ như phỗng, đợi cho ông béo vào trong phòng. Dương thần quay đầu cười với Mạc Thiện Ni, cô qua văn phòng bên cạnh lấy vài tờ giấy trắng và vài cây bút qua đây. Tôi cần dùng, Mạc Thiện Ni cảm thấy sự việc đã không nằm trong phạm vị tính toán của chính mình tất cả đều xảy ra quá đột nhiên, nhưng giờ phút này ngoài việc tin tưởng Dương Thần không còn lực chọn nào khác, liếc mắt nhìn Dương Thần và gật đầu, rất nhanh, Mạc Thiện Ni mang về giấy trắng và bút, sau khi đưa cho Dương Thần đang do dự nghĩ muốn hỏi cái gì đó nhưng không biết sao mà mở miệng, Dương Thần hiểu ý của cô cười trấn an, yên tâm, sẽ không xảy ra tai nạn chết người đâu, tất cả mọi người trong phòng đều sợ hãi đến không dám lên tiếng, sợ bị đòn nữa dẫu sao cũng không phải liệt sĩ cách mạng, biết rõ đánh không lại còn sông lên. Bọn họ chỉ nghĩ đến kiếm chút tiền, nếu tránh được không bị đánh đương nhiên không dại gì tự nộp mạng. Sau khi Dương Thần đề cho Mạc Thiện Ni ra ngoài, khóa trái lại căn phòng, rồi quay lại với bọn họ đã kinh hồn bạt vía, nở một nụ cười tùm tìm. mươi 96, Tương lai của đời người, khi rời khỏi công trường của công ty Trung Nam, đã qua gần một tiếng. Sau khi đi ra từ trong phòng, những tờ giấy trong tay dương thần đều cuộn lại nắm trong tay sắc mặt rất bình tĩnh cái gì cũng không nói khiến cho mạc thiện ni rất khó chịu trở lại trong xe dương thần vẫn không lên tiếng cuối cùng mạc thiện ni nhịn không được hỏi trong tay anh là gì vậy rõ ràng rất muốn hỏi tôi còn cố ý đợi lâu như vậy thấy tôi không chủ động nói với cô thật sự kìm không nổi mới hỏi tôi mạc tiểu thư chẳng lẽ là vì rụt rè dương thần trêu chọc nói bị nhìn thấu chuyện trong lòng khuôn mặt mạc thiện ni đỏ lên lườm hắn một cái giật tờ giấy trong tay dương thần cẩn thận xem xem không tới mấy trang liền mở to con mắt long lanh nói không ra lời có phần kỳ quặc nhìn dương thần nói tôi chợt cảm thấy xót xa vì bọn bọn họ tất phải chịu sự uy hiếp lớn mới viết ra được những lời thú tội trí mạng này không sai những tờ giấy trong tay dương thần viết đầy những lời khai liên quan đến cờ bạc và ấu đả uy hiếp lừa đảo hàng loạt việc phạm pháp của bọn họ, tất cả đều do bọn chúng tự viết, hơn nữa còn có ký tên, điểm chỉ bằng móng. Tất cả thứ này giao cho cảnh sát, nhờ thêm luật sự mặc sức tố cáo, tối thiểu bọn chúng phải ở tù 2, 3 năm, phạt tiền thì không cần phải nói. Dương thần chỉ vào một trong những tờ nói, tờ này là giấy nợ của tên đại quân thiếu nợ cô, nếu cần, bất cứ lúc nào cũng có thể đòi 100 ngàn tiền nợ từ anh rể hắn. Tuy nhiên, nếu cô cảm thấy có thể tha cho bọn chúng, cũng có thể vứt vào thùng rác. Mạc Thiện Ni nhìn thoáng qua, đích thật là cách thức đúng chuẩn, còn ký tên và điểm chỉ, nếu gửi đến tòa án đương nhiên là chứng cứ hữu hiệu. Không ngờ chủ nợ bây giờ lại thành con nợ rồi, chắn không phải anh cha tấn, giống như trong tivi. Mạc Thiện Ni nghi ngờ hỏi, trong đầu hiện lên cảnh bạo lực đẫm máu, mà dùng mình. Dương thần lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, tôi giống người như vậy sao? Tôi chỉ nói chuyện cuộc sống tương lai với bọn họ. Cuộc sống tương lai, đúng vậy. Tôi hỏi bọn họ, các ngươi còn muốn nối dõi tông đường. Hoặc là đoạn từ tuyệt tôn. Qua một lúc, Mạc Thiện Ni đem những thứ liên quan đến vận mệnh của bọn họ vứt vào hòm giữ đồ trong xe. Mới khởi động xe, rời khỏi công trường. Thở dài nói, tuy rằng tôi không biết anh cụ thể làm như thế nào. Nhưng mà, tôi muốn nói lời cảm ơn. Anh lại giúp tôi một việc lớn. Mấy người đó động thủ với tôi, cái đó không chỉ giúp cô, mà chính mình cũng không thể cho bọn họ dễ chịu. Dương thần ngẫm nghĩ một chút do dự nói, cha kế của cô tôi để ông ấy tự về, không thành vấn đề chứ. Không việc gì, tôi thuê cho ông ấy một căn phòng ở gần đây, tùy ông ấy quyết định. Mạc thiện ni nhíu nhíu mày, rõ ràng trương phu quý làm cho cô ấy đau buồn. Cần nhắc chốc lát nói, tôi không muốn nhắc đến ông ấy, dương thần anh có thể đi cùng tôi đến một nơi không? Tôi muốn cảm tạ anh không phải muốn mời tôi ăn quán ăn lề đường chứ, dương thần bĩu môi, đồ ăn chỗ đó cũng khá cay, lần trước cay tới tôi phòng miệng. Tâm trạng của Mạc Thiện Ni cũng khá lên, lại lần nữa lộ ra bộ mặt cảm tính, cười tùm tìm nhìn dương thần, giờ này là giờ điểm tâm chiều, ăn cơm thì thôi, tôi dẫn anh đến một chỗ chắc chắn anh sẽ thích. Dương thần lại lần nữa khẳng định, theo chỗ Mạc Thiện Ni đến, chắc là những nơi chẳng ra sao làm cả. Sau nửa giờ, Mạc Thiện Ni dẫn Dương Thần đến một nơi tựa như chặng đường công viên rừng rập ở vùng ngoại thành ven biển phía đông Trung Hải, dọc theo hai đường cây núi non xanh biếc, chiếc Audi màu đỏ chậm chậm lướt qua. Rừng cây bốn phía xanh ôm tươi tốt, đang dần đi vào mùa thu sắc vàng của núi lộ ra vẻ vàng xanh. Từ trong rừng đôi lúc có đàn chim bay dọc qua mặt đường lá rụng lướt theo mỗi lần có xe chạy qua, xào xạc, sau khi đi được 10 phút dương thần mới nhìn thấy trên sườn núi là một sân vận động với bãi đất rộng chính xác là một nơi trung tâm tổng hợp thể dục thể thao dành cho những đứa con rảnh rỗi của bọn nhà giàu đến chơi nhìn từ xa trừ các sân ngoài trời của của các môn cầu còn những đường băng cho ô tô nơi cô nói tôi chắc chắn thích là sân vận động dương thần mếu máo hỏi mạc thiện ni gật gật đầu mỗi khi tôi buồn bực trong lòng thường sẽ đến đây tập luyện sau khi toàn thân ra mồ hôi ướt đẫm giống như không có chuyện gì xảy ra cả nhưng tôi không thích tập luyện anh đánh nhau lợi hại như vậy sao lại không thích tập luyện mạc thiện nghi ngờ vực hỏi đánh nhau đó là dựa vào thói quen còn tập luyện thì lãng phí thể lực dương thần nghĩ bụng nhưng ngoài miệng cố chấp nói tôi là người lười biếng dù chơi trò chơi cũng không thích tranh tài thể thao vậy thì anh cứ ngồi đó xem người đẹp chơi tôi biết anh sẽ thích người đẹp ở đây rất nhiều dương thần lên tinh thần hẳn lên Mạc Thiện Ni khinh thường liếc anh ta một cái, hừ, đã có gia đình rồi còn thế này, cho anh biết, trung tâm nghỉ mát phong lâm này hoạt động ít nhất đã 20 năm, đại đa số thành phần là nhân viên văn phòng cấp cao và tiểu thư gia giàu của Trung Hải đều sẽ đến đây để tập thể hình. Nếu nói là sân vận động, thà nói là câu lạc bộ cao cấp, toàn diện, người đẹp đến đây tất nhiên nhiều rồi. Tuy rằng con người tôi về bề ngoài không cố chấp, nhưng vì sức khỏe của mắc tiểu thư là chính, chúng ta hãy mau vào đi. Dương thần vẻ mặt đầy thành khẩn nói, chính như lời của Mạc Thiện Ni nói, sau khi đi vào khu nghỉ mát phong lâm, phụ nữ qua lại liên tục nhiều hẳn lên, phần đông đều mặc quần sọc thì thao ngắn, màu sắc rực rỡ, ngắn tới bắp đùi khắp nơi cũng thấy, những cặp đùi thon dài trắng nõn lắc qua lắc lại, đối với mọi người đàn ông mà nói đầu là sự hưởng thụ không tệ, bởi sự hoạt động, không ít cô nàng trên người vẫn còn tí còn mồ hôi, mùi cơ thể và mùi nước hoa thoát ra chỉ cần đi ngang, sẽ ngửi được các mùi hương sông vào mũi. Mạc Thiện Ni ở phía trước dẫn đường, quay đầu lại thấy ánh mắt Dương Thần không kiêm nề gì mà nhìn khắp nơi, trong lòng có chút không vui. Này, cho dù anh muốn nhìn cũng không cần phải khoa trương như vậy, nếu chẳng may người ta có bạn trai gì đó trong này, dẫn tới tranh cãi thì rất phiền toái. Làm gì có thể gây ra tranh cãi chứ? Dương Thần không hề gì, cùng lắm tới lúc đó tôi mặt dày không thừa nhận có xem là xong. Mạc Thiện Ni trợn mắt lên, thờ ơ chẳng thèm quan tâm đến tên vô lại này một mạch đi vào sảnh lớn của trung tâm nghỉ mát phong lâm bộ phận chính của đại sảnh là thủy tinh công nghiệp trong suốt thoạt nhìn đặc biệt sáng rùa thời thượng không lập thể hiện đại màu bạc các chậu cây cảnh trồng tỉa công phu ở những nơi làm cho đại sảnh tràn ngập không khí dễ chịu thông thoáng những nhân viên phục vụ đi đi lại lại ở bên trong đều là những cô gái trẻ tuổi hoặc là những chàng trai thanh niên mặc áo phông có in logo của lá phong thấy Mạc Thiện Ni và Dương Thần hai người cùng lộ ra nụ cười nhiệt tình. Đi đến lối bị ngăn cản ở hành lang, qua khỏi hành lang này sẽ bước vào nội bộ của trung tâm nghỉ mát bắt đầu tham gia hoạt động. Một cô gái với nụ cười duyên dáng đề nghị Mạc Thiện Ni xuất trình thẻ vào cửa. Mạc Thiện Ni lấy từ trong bóp ra một tấm thẻ từ màu đỏ sảm, đưa cho cho cô gái và chỉ Dương Thần đứng ở phía sau. Đây là trợ lý của tôi, có thể cùng vào không? Thẻ của cô là thẻ VIP. Cô có quyền dẫn theo một người bạn vào cùng. Cô gái dịu dàng trả lời, Dương Thần sờ sờ mũi, sau khi đi theo Mạc Thiện Ni vào trong cười nói, sao có cảm giác như là trai bao? Nói bậy, anh đâu có đẹp trai, Mạc Thiện Ni châm biếm nói, Dương Thần không vui, sờ lên khuôn mặt điển trai của mình, nghĩ thầm sao cô nàng láo lỉnh, sao mau quên rằng mình là ân nhân của cô ấy? Mạc tiểu thư, cô chắc không đến đây một thời gian rồi. Chưa đi được vài bước, một giọng nói có chút quen thuộc và hấp dẫn từ bên cạnh vang đến hướng về mạc thiện ni đón tiếp niềm nở mạc thiện ni quay đầu lại hướng về người đó nở nụ cười vui mừng nhưng không mất vẻ dè dặt không biết có phải là nụ cười nghệ thuật giao tiếp của các cô tiếp tân hoặc là sức hấp dẫn vốn có của người phụ nữ này về phần dương thần vừa mới quay đầu lại nhìn liền tỏ ra ngạc nhiên sao lại là cô ấy đường uyển với trang phục thư giãn cũng để ý tới người cùng đi vào là dương thần nhìn thấy nét mặt ngạc nhiên của Dương Thần, có phần ngụ ý cười cười, nhân tiện trao hỏi, Ngài Dương, chúng ta lại gặp nhau rồi. Dương Thần nhìn thấy đường uyển trong nháy mắt lộ ra vẻ bừng tỉnh, cảm thấy ấy nấy, hắn biết đường uyển đang nghĩ gì. Lần đầu tiên gặp mặt, tự mình tìm người ta để giải quyết sự hiu quạnh của đêm khuya. Kết quả người ta không ngó ngàng đến mình, lần thứ hai tại văn phòng của Lý Tinh Tinh, ở với cô Lý dễ thương không quá mấy ngày lần này lại cùng cô Mạc Thiện Ni quyên rũ đang yêu xuất hiện ở trung tâm thư giãn này. Đừng nói đường uyển như vậy vừa nhìn thấy thì đã biết là phụ nữ thông minh. Là phụ nữ cũng sẽ nghĩ đến chuyện khác. Đường Tổng, cô quen biết Dương Thần, Mạc Thiện Ni tò mò hỏi, trong mắt cô ấy, Dương Thần có thể quen biết với người phụ nữ có địa vị không vừa ở cây xã hội thượng lưu ở Trung Hải này, đúng là không tin được. Đường Uyển tao nhã cười, đã có duyên gặp hai lần, lần này là lần thứ ba, xem ra tôi và ngài Dương rất có duyên. Ha ha, Dương thần ấy náy cười che giấu nói, thật sự là trùng hợp, nơi hẻo lánh này cũng có thể gặp phải. Mạc Thiện Ni không kìm nổi chế nhạo nói, có gì là trùng hợp, đường tổng là người sở hữu của cái trung tâm này, đây là địa bàn của người ta, có gì trùng hợp hay không trùng hợp. Dương thần tức thì không nói gì, hèn chi chẳng thể trách người phụ nữ này có thể lái chiếc xe Land Rover với số lượng có hạn, thực sự không phải là người giàu bình thường cuối cùng u oán nói tôi không phải ngây ngô ngu dốt sao nét mặt tựa như bị chút giận này làm cho hai cô nàng mỗi người mỗi vẻ cười khanh khách tức thì bầu không khí trở nên hài hòa đường uyển dường như nghĩ ra cái gì nhìn qua lại thân mật hỏi hai người đến đây chơi cái gì tập thể hình bơi lội yoga hay là đua xe gì đó vẫn chưa nghĩ ra thật ra muốn đến để thư giãn đường tổng có gì hay để giới thiệu không Mạc Thiện Ni hỏi, Đường Uyển gật đầu, "Tôi đang muốn đi xem một trận đấu tennis, người thi đấu đều là khách quen, như cô Mạc khách VIP của Phong Lâm, chắc sẽ gặp rất nhiều người quen, mọi người cùng nhau vui chơi, không biết hai vị có sẵn lòng không?" Dương Thần đang muốn từ chối, hắn cũng không phải là khách VIP, cũng không gặp người quen, nhưng Mạc Thiện Ni kéo tay của hắn, rảnh nói trước, đã có chuyện vui như vậy mà lại được Đường tổng mời, đương nhiên phải đi xem, "Nào, chúng ta cùng đi." chương 97, Đông Thành Tây Tự, dưới tình huống ép buộc, Dương Thần dối rắm bị kéo đến sân tennis, vẻ mặt vô tội hỏi Mạc Thiện Ni, cô đi thì đi, tôi đi nơi khác chơi, tôi đâu phải là khách vip, không mù quáng tham gia, Mạc Thiện Ni trừng mắt nhìn hắn, gần giọng nói, đừng cho là tôi không biết ý đồ của anh, là muốn đến hồ bơi ngắm người đẹp chứ gì, tôi nói cho anh biết. Những khách VIP đến đây hầu hết đều là thương nhân và giới chính trị có danh tiếng ở Trung Hải, nếu anh đã là một nhân viên ban quan hệ xã hội của quốc tế ngọc lôi chúng tôi nhất thiết phải giao tiếp nhiều với những người này mỗi một tầng lớp quan hệ đều là chìa khóa mở ra sự thành công nhớ kỹ lời khuyên của lãnh đạo tôi chỉ hay mua điểm tâm việc làm trước của tôi là bán thịt dê xiên nướng tôi cảm thấy những việc đó đối với tôi thật xa vời không xa phía trước chính là sân tennis sân của trung tâm nghỉ mát phong lâm quả nhiên lớn vừa đi vào sân tennis dương thần cảm giác như là sân bóng đá điều này làm cho hắn cảm thấy chính mình đang ở những nước phát triển âu mỹ yêu thích môn tennis dù sao môn tennis cũng không phát triển ở nội địa mà sử dụng sân vận động lớn như vậy để chơi tennis quả là đặc biệt nếu là môn bóng bàn thì còn có thể chấp nhận trên sân tennis được làm từ chất liệu plastic đỏ xanh tinh xảo ở đó đã có không ít người mặc đồ thể thao đang múa vợt trong đó không thiếu những cô gái nổi bật trong lúc di chuyển qua lại bộ ngực căng đầy rung rinh thu hút sự chú ý những gã đàn ông đứng một bên hò hét khen ngợi cũng không biết đang xem loài cầu gì một mạch theo đường uyển đi đến cùng giai điệu của sân banh lúc này trên sân banh đã có không ít nam nữ vui đùa tán gẫu trong sân chỉ có hai cô gái trẻ thật sự đánh banh đối với người tay ngang như dương thần mà nhìn tư thế của hai cô gái rất là hoàn hảo dáng người hấp dẫn nhưng cặp mắt phán đoán không chính xác lắm, trái banh đến chậm như vậy cũng không đoán được, cứ như là mạnh ai nấy giao banh, không ai trả banh lại. Đường Tổng, cô có biết chúng tôi đợi cô hơi lâu, một người đàn ông diện mạo điển trai cười nói. Không ngờ từ Tổng cũng đã đến, thật là đáng quý, đường Uyển bắt tay tự nhiên với người đàn ông đó, đường Tổng không đến, chúng tôi chơi cũng không có ý nghĩa gì, một người đàn ông trung niên với cái bụng bự cười nói. Đường Uyển mặt mày tươi tình mỉm cười. Thiệu Tổng, thật biết nói đùa, hôm nay mọi người cùng nhau chơi tennis, thiếu đường Uyển tôi có gì đáng kể, không thể nói như vậy. Bà chủ không đến, đám chúng tôi không ra vẻ gia chủ. Một phụ nữ thanh tú xinh đẹp xu nịnh nói, một nhóm người nhà giàu nhiệt liệt chào hỏi nhau. Nói chuyện trong 10 câu cũng không có một câu là thật, sự xuất hiện của Mạc Thiện Ni và Dương Thần cùng đường Uyển đương nhiên cũng bị để ý trong đó có người ngay lập tức nhận ra Mạc Thiện Ni người khá nổi tiếng trên thương trường, liền đến chào hỏi, không ngờ Mạc Tiểu Thư cũng đến đây, đã lâu không gặp, Mạc Tiểu Thư vẫn xinh đẹp rạng rỡ một người đàn ông trung niên tự cho là mặt mũi nho nhã đến khen Mạc Thiện Ni nói, nhìn có vẻ chân thành, Mạc Thiện Ni điềm nhiên cười, huỳnh tổng khách sáo rồi, vừa lúc nghe đường tổng ở đây có trận đấu tennis, Thiện Ni chỉ đến để giúp vui ngay sau đó không ít người đến trò chuyện vài câu với mạc thiện ni bầu không khí trở nên hài hòa nhưng gần như đều rất tự nhiên không ngó ngàng tới dương thần không loại trừ cũng không gần gũi nhận xét của những nhân vật cốt lõi trong giới kinh doanh và chính trị vẫn lợi hại hơn bọn họ rất dễ dàng nhận ra địa vị thực tế của dương thần chắc chắn không phải là nhân vật quan trọng nhìn dương thần đi theo sau mạc thiện ni có thể suy ra không ít kết luận phần đông phòng đoán Dương Thần là loại nhân vật trợ lý của Mạc Thiện Nhi, có khả năng không công khai có những quan hệ nào đó trong cái thế giới nhỏ này việc như vậy không hiếm thấy, cho nên Dương Thần thoải mái ngồi qua một bên, nhìn hai cô gái tán gẫu với nhóm người không quen biết. Mạc Tiểu Thư, nghe nói lúc trước lâm tổng của quý công ty sức khỏe kém, vào bệnh viện, có thật không, trò chuyện nói, cuối cùng có hỏi đến chuyện của Lâm Nhược Khê, Mạc Thiện Nhi vẻ u sầu gật đầu, đúng vậy cục trưởng triệu nhưng chủ tịch hội đồng quản trị của chúng tôi tuần sau có thể xuất viện sức khỏe đã khôi phục cục trưởng triệu đầy vẻ vui mừng nói vậy là tốt lãnh đạo cơ quan nhà nước chúng tôi thật sự hết lời khen ngợi thành tích của quý công ty trong vài năm nay lâm tổng càng không thua kém so với cánh mày dâu tuổi còn trẻ mà có thể dẫn dắt quốc tế ngọc lôi hàng năm giành được thành tích hơn người so với lão chủ tịch còn có khí phách hơn thực sự là trụ cột trẻ tuổi không thể thiếu của hội thương gia trung hải Tôi còn nhớ một năm trước lúc nhận bằng khen 10 sĩ nghiệp lớn đứng đầu của Trung Hải. Phong thái của Lâm Tổng thật làm cho người ta khó quên. Nói đến Lâm Nhược Khê cả nhóm người lại thổi phồng một phen. Vài người đàn ông có triển vọng càng có đôi phần hướng theo. Dương Thần âm thầm cười gương xem ra tính nét lạnh nhạt của Lâm Nhược Khê cũng là vì bất đắc dĩ. Nếu mà có đôi chút niềm nở, sẽ có rất nhiều đàn ông theo đuổi đến nỗi cửa cũng bị phá tung. Xem ra cuộc trò chuyện đã đến lúc. Đường Uyển đề nghị nói. Hôm nay các vị đến là để chơi tennis. Công việc hãy gác qua một bên. Không biết ai muốn lên khởi động trước tiên. Ha ha. đường tổng nói rất đúng. Lão Lưu tôi lên chơi vài chiêu. Vị nào tiếp chiêu với tôi? Một lão tổng trung niên cầm cây vợt tennis lên hỏi. Để tôi. Một một phụ nữ hơi béo nhìn có vẻ biết cách giữ dáng cầm vợt tennis lên mỉm cười nói. Anh Lưu, hãy nương tay. Người ta mới vừa sinh đẻ xong vài tháng sức khỏe vẫn chưa khôi phục hoàn toàn tất nhiên tất nhiên dương thần nhìn người phụ nữ trẻ kia vạn vẹo cây mông to cùng người đàn ông kia cười cười nói nói lúc đánh banh thầm cười trong bụng đây là đánh banh hay là tán tỉnh cuộc khởi động tennis bắt đầu không bao lâu bên sân lại tới thêm một nhóm người người đi đầu là người đeo kính đen mặc đồ tennis màu hồng nhạt lòe loẹt khuôn mặt đàn ông trắng nọn vóc dáng không cao lớn khắp người lộ toát ra một chút hơi nhu mì mà người đàn ông bình thường không có làm cho cả con người tỏ vẻ có vài phần dịu dàng duyên dáng nếu không có đặc trưng của hạch cổ hoàn toàn có thể coi như là cách trang điểm trung tính của cô gái trẻ hai ba người tùy tùng đi theo sau người đàn ông lưng đeo dụng cụ thể thao ngoài ra còn bốn người bảo vệ mặc vest dù trời đang nắng nóng vẫn ăn bận tỉ mỉ chỉnh tề ánh mắt sắc bén nhìn bốn phía rõ ràng là những tay chuyên nghiệp nhóm người này xuất hiện khiến cho mọi người xung quanh để ý nhưng vẻ mặt khác với vẻ nhiệt tình lúc gặp đường uyên vừa rồi. Tuy đang cười, nhưng nhìn ánh mắt của mấy người, bộ dạng lộ ra đôi phần sợ hãi. Không ngờ chu thiếu tổng cũng đến, thật là hân hạnh, đường uyên là chủ nhân tiến trước nhất chào đón nói. Người thanh niên họ chu vẻ mặt ôn hòa cười cười, gỡ kính dâm xuống, lộ ra đôi mắt một mí dễ nhìn, cùng đường uyên bắt nhẹ tay, liền buông ra, văn vẻ lịch sự, đường tổng thật biết đùa. Chu Đông Thành tôi chỉ nhờ vào danh tánh của cha mới được hân hạnh quen biết quý vị ở đây. Quý vị đừng phiền hà nửa chừng tôi đến quấy giày là tốt rồi. Nghe đến tên tuổi của Chu Đông Thành này, Dương Thần nhíu nhíu mày, khiều nhẹ cánh tay của Mạc Thiện Nhi ở bên cạnh, hỏi nhỏ, Chu Đông Thành này, có phải là Chu Đông Thành của tập đoàn Đông Hưng? Mạc Thiện Nhi kỳ lạ nhìn vào Dương Thần, cười nói, không ngờ anh cũng biết tập đoàn Đông Hưng, xem ra anh cũng không phải là người không biết gì, không sai anh ta là con một của chu quang niên đại thiếu gia của đông hưng tôi khuyên anh nên tránh xa anh ta không thì sẽ rất nguy hiểm nguy hiểm xem anh ta khá lễ phép dương thần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chu đông thành đích thực không ngờ sắc vi ẩn náu trong nhà kẻ địch mà con của tên họ chu lại là một thanh niên xuất sắc hơn nữa bộ dạng lễ phép thật không nhìn ra xuất thân từ xã hội đen vẻ mặt mắc thiện nghi có đôi chút khác biệt cuối cùng nói nhỏ bên tai của dương thần tôi nói nguy hiểm là vì anh ta không thích phụ nữ anh ta không thích phụ nữ như vậy anh ta thích cái gì không sai đàn ông dương thần giật cả mình hèn chi nhìn thấy cách bắt tay của anh ta với đường uyển như thể vừa chạm tay liền buông ra không phải vì lệ phép mà là anh ta không thích tiếp xúc phụ nữ mạc thiện ni nhìn thấy dương thần tựa như trúng độc cười khanh khách nói nhỏ anh sợ cái gì bộ dạng của anh anh ta chưa chắc thích đâu dương thần không để tâm nghe vì đột nhiên nhớ lại Dạo trước khi ăn khuya đã cứu Trần Bá, khi đó Trần Bá nói là có một ông họ Chu bắt anh đi tiếp khách. Họ Chu mà lại sai khiến được một tên đầu sỏ xã hội đen quách từ Hằng ra sức bắt người, xem ra cũng chính là Chu Đông Thành này, nghĩ vậy, mọi chuyện đều rõ ràng, mấy ngày trước bị mấy người lạ lái xe Honda màu đen truy đuổi, luôn buồn bực không biết bọn họ do ai phái đến, nghĩ sẽ có liên quan đến Chu Đông Thành, dẫu sao lúc đầu cho quánh từ Hằng về báo với ông chủ của anh ta có gì thì kiếm, tao, quả nhiên. Chu Đông Thành nói với nhóm thương nhân và chính trị đơn giản mấy câu, tực như không chút để ý nhìn về phía Dương Thần, còn cười một cách quyến rũ. Dương Thần vốn tưởng chuyện đã xong, nhưng sau khi Chu Đông Thành cùng với những nhân vật quan trọng nói vài câu, với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cùng với mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc, đi đến cạnh Dương Thần, tự nhiên ngồi xuống, à anh, phiền anh tôi ngồi chỗ này được không? Vẻ mặt của Chu Đông Thành có đôi chút giống nam diễn viên Hàn Quốc, môi mỏng mặt đầy phấn, nay lại gần làn da đặc biệt mịn màng. Tuy Dương Thần ở nước ngoài gặp qua không ít loại đồng tính này, nhưng lần đầu tiên ngồi gần như vậy, hơi gượng gạo cười, "Anh đã ngồi xuống rồi, còn hỏi tôi làm gì nữa, ngồi xuống là quyền của tôi, hỏi anh là muốn biết ý kiến của anh." Chương 98, không phải đang đánh bóng, cho dù những nhân vật cao cấp của công ty và giới quan chức nhà nước, cố bình tĩnh nhưng nghe nói đến tên dương tây tụ này đều nhịn không được cười ra tiếng đồng thành tây tụ sức ảnh hưởng bộ phim này không tồi bởi vậy nhóm người rất nhanh hiểu rõ của hàm ý của lời dương thần nói sau khi cười đột nhiên cảm thấy sự việc không đúng đối mặt với người này lại là thiếu gia đông hưng chu đông thành vua con của thế giới ngầm khu đông trung hải thằng này có gan dám nói đùa chắc không muốn sống nhưng phản ứng kỳ lạ của chu đông thành lại không tỏ ra tức giận ngược lại híp mắt cười nói anh Dương thật biết nói đùa, nhưng tôi thích đàn ông hài hước, giọng nhu mềm, dường như có đôi chút ngượng ngùng vui mừng, Dương thần cảm thấy nổi da gà khắp người, từ túi quần móc ra điếu thuốc châm lửa, và một hơi mới chân tĩnh nói, tôi không thích đàn ông thích tôi, anh không thích bị thích, không có nghĩa là tôi không thể thích anh, Chu Đông Thành so sánh nói, Dương thần một tay kẹp điếu thuốc sẵn vuốt mái tóc, cũng không sợ bị cháy tóc bởi tàn thuốc tên thiếu gia đông hương mềm nhũn ở trước mặt này phiền phức nhiều hơn so với hắn nghĩ, nếu là loại người hung tợn, lực lưỡng thì dương thần không sợ, nhưng thứ này mềm như bông gòn, thật khó đối phó, khách xung quanh cũng đã bắt đầu ai nấy hoạt động, trên sân tennis cũng có vài đội vợt banh qua lại từ từ, mặt trời ấm áp tỏa khắp sân banh, dương thần duỗi mình, không nói thêm gì nữa. Chu Đông Thành nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhíu mày hút thuốc của Dương Thần một lúc, cười nói tiếp. Tôi biết anh Dương có thể hiểu lầm tôi, nhưng thật tình tôi muốn kết bạn với anh, không biết anh có cho tôi cơ hội. Bạn à, dân thần ậm ờ nói, cách kết bạn của anh là cho xe truy đuổi, Chu Đông Thành cũng không phủ nhận, thẳng thắn gật đầu, đúng vậy, nhưng lần đó là ngoài ý muốn. Tôi không ngờ anh Dương lại xử lý chớp choáng, nhưng tôi có thể bảo đảm sẽ không truy cứu. Thật sự tôi chỉ thị bọn họ chỉ là điều tra những gì xung quanh của anh Dương mà thôi. Tôi không thích bị người ta điều tra. Dương thần thản nhiên nói, Chu Đông Thành nhìn thẳng không sợ hãi, tôi đảm bảo từ đây về sau. Anh Dương, theo cách nhìn của tôi là con người lòng dạ bao la, tôi nghĩ anh cũng sẽ bỏ qua hành động thô lỗ lần trước, đã bị người ta nói bằng những lời kính trọng. Dương thần thật sự không thể nói ra những lời khó nghe, đành phải gật đầu như thể chuyện không gì quan trọng, được rồi, tôi cũng chẳng muốn nhiều chuyện. Như vậy, đã là bạn, có thể chơi tennis với tôi chứ? Chu Đông Thành đột nhiên hỏi tôi chưa từng chơi không sao quan trọng là chơi giao hữu chứ không phải tính điểm lời của chu đông thành làm cho người ta không thể cãi lại hơn nữa đối với sự chủ động làm thân của gã nên hắn đành chịu dương thần thở dài đứng dậy trước đi đến cạnh đường uyển nói đường tổng cho mượn cây vợt đường uyển suốt nãy giờ vẫn để ý cuộc trò chuyện giữa dương thần và chu đông thành tuy không nghe được nhưng cũng nghĩ là có thể trước kia hai người có sự liên quan lúc này không nói gì gật gật đầu ra dấu cho một người phục vụ đưa cho Dương Thân một cây vợt tennis đúng chuẩn. Chu Đông Thành cũng lấy ra một cây vợt màu hồng nhạt từ trong túi đựng đồ thể thao. Màu cây vợt cùng màu với bộ đồ. Sự lựa chọn quái đản này không gây nên sự chú ý đặc biệt của bao nhiêu người. Vì trong giới này, Chu Đông Thành thích đàn ông, thích biến mình mình thành nữ tinh hóa cũng không phải là điều bí mật. Gặp nhiều sẽ cảm thấy bình thường. Khi Dương Thần và Chu Đông Thành cùng ra sân, hai cô gái đang chơi ngoan ngoãn đi ra nhường sân không ít doanh nhân chính khách ở đây cũng bắt đầu ngờ vực sự phán đoán của chính mình. Dương thần có khả năng trò chuyện cùng Chu Đông Thành và cùng nhau đánh banh, chẳng lẽ thật sự là nhân vật dữ gian Nhưng những nhân vật nổi tiếng ở Trung Hải lại không thấy có ai như hắn, không ít người đoán rằng, có thể là thiếu gia của một đại tộc từ nơi khác kia gì. Dương thần đi đến bên sân, hỏi Mắc Thiện Ni đang trò chuyện cùng vài người nam nữ, Mạc Tiểu Thư, tennis chơi làm sao, Mạc Thiện Ni ngần người mặc dù không biết người đàn ông này hỏi câu hỏi ngây ngốc này làm gì nhưng vẫn giải thích đơn giản là đối phương đánh trái banh đến chờ chạm đất một cái rồi đánh trả về đánh trái banh nằm trong phạm vi sân còn đi ngoài sân là thua điểm ồ rõ rồi dương thần nhớ lại trước kia nhìn thấy những hình ảnh trên tv đại khái hiểu được sơ sơ anh không biết chơi mạc thiện ni phát hiện ra vấn đề nghi ngờ hỏi dương thần thành thật trả lời chưa từng chơi nhưng hiểu sơ sơ cách chơi rồi cơ bản những người chơi tennis cũng hiểu rõ thoạt nhìn cây vượt tennis rất lớn trái banh so với quả bóng ping pong gì đó lớn hơn nhiều nhưng thực tế trong cái sân xem ra cũng khá lớn này mà anh phải trả trái banh đón được mà trả anh về gây khó thì càng khó khăn hơn nhiều người mới học cảm giác lần đầu tiếp xúc tennis rõ ràng nhìn thấy trái banh đến trước mặt cứ một mực đánh không chúng dù cho đánh chúng rồi đánh trả lại cố đánh dứt điểm càng là chuyện khó hơn trước ánh mắt chuẩn bị xem màn kịch của đám người dương thần nghênh ngang ngậm điếu thuốc vác cây vợt bước ra sân nói với chu đông thành đứng phía sân bên kia nào chơi với anh vải ván không ít người đứng bên sân nghe ra hàm ý trong lời đều lộ vẻ kỳ lạ mạc thiện ni cũng hơi đỏ mặt tên này nói chuyện sao luôn thô lỗ như vậy chu đông thành cười dịu dàng liền tung banh lên giao banh động tác của anh ta cũng chưa đúng lắm, tuy dáng vẻ uốn lượn này khiến cho anh ta thoạt nhìn điệu bộ trở nên tao nhã, trái banh nhanh đến theo cầu vòng, lướt qua lưới, tới phái bên đất của Dương Thần từ từ nảy lên, Dương Thần đã đứng vào vị trí của trái banh nảy lên, vì tay phải đang kẹp điếu thuốc, đương nhiên tay trái cầm vợt nhẹ nhàng hướng về trái banh đánh trả, băng, trái banh và vợt va chạm phát ra tiếng trầm đục, trái banh dưới ánh mắt sừng sốt của mọi người. Bay vợt qua lưới chợt hướng ra ngoài bay đi giống như một đạn đạo phóng lên không trung, xẹt qua một đường xéo, sau khi vượt qua ở cự ly 20 đến 30 mét, không ngờ tiếp tục bay vùn vụt lên trên vách ngăn bằng cao gần 10 mét hướng về bãi đỗ xe bên ngoài sân. Không ít cô gái phát ra tiếng la hét, đây là trái banh đánh ra từ một người sử dụng tay trái sao, cho dù là không đánh chúng, đánh ra ngoài sân, đều có thể lý giải được, nhưng người đàn ông kia theo tay vung lên, mà còn dùng tay trái vậy mà khiến cho trái banh bay ra ngăn lưới sắt cao 10 mét. Dù cho những người khác ở đây một tảng đá hình trùng trọng lượng vừa tầm cũng không ai dám nói có thể dễ dàng ném tảng đá lên ra khỏi tấm ngăn lưới sắt. Nhìn thấy mọi người xung quanh, gồm cả Chu Đông Thành đều lộ ra vẻ ngơ ngác. Dương thần biết mình sơ ý dùng quá sức, thực ra cũng chưa dùng nhiều sức, chẳng qua đánh giá không đúng mức tính đàn hồi cảo sự va chạm giữa trái banh và cây vợt, ngượng ngạo cười cười, gạt tàn thuốc xong tiếp tục ngậm lên miệng, Dương Thần nói, xin lỗi, trái banh này tương quá, đợi sau khi đánh xong tôi đi lượm về, mọi người đều cười cứng nhắc, nhìn bắp thịt cũng không nổi cuộn lắm trên cánh tay Dương Thần lộ ra vẻ mặt kỳ dị, nếu như bị cái tay kia đấm một cái đoán chừng chắc mất mạng, anh Dương thật là mạnh mẽ, Chu Đông Thành cũng là người hiểu đời, và lại lúc trước cũng biết rõ võ của Dương Thần rất khá, cho nên rất nhanh trở lại bình tĩnh, từ chỗ phục vụ lấy ra một trái banh mới. Và nói, chúng ta tiếp tục đi, lần này dương thần không dùng nhiều lực, chỉ có điều phải tính toán dùng lực trả banh về đến đối phương. Còn về góc độ, tốc độ, dương thần hầu như không để ý, đường banh sân của tennis dưới mắt dương thần tưởng chừng chậm như rùa, không hề có áp lực, những người ở bên sân, nhìn thấy dương thần giống như đi dạo trong sân. Dường như mỗi lần chỗ dừng chân nơi ấy đầu là chỗ trái banh bay trở về nhẹ nhàng, điểm tiếp đất đều ngay chỗ Chu Đông Thành đang đứng tuyệt nhiên không cần chu đông thành di chuyển đều có thể tiếp trả mọi người đã nhìn ra dương thần không phải là đánh banh mà là chơi banh tuy rằng cách cầm vợt và tư thế đánh banh của dương thần khó coi cực kỳ nhưng cái này không ảnh hưởng chút nào đối với sự đánh giá thực lực của hắn không ít cô gái trẻ mắt tỏa sáng với vẻ mặt khoan thai của dương thần vừa ngậm điếu thuốc mồ hôi chảy đầy trán mái tóc lay động theo chiều gió hiu hiu mày hơi nhíu lại thản nhiên tự đắc đã làm các cô gái hai mắt dính chặt đường uyên để ý mặc thiện ni đứng ở một bên có đôi phần đờ đẫn mà nhìn dương thần trong ánh mắt cũng tựa như những cô gái khác có đôi phần say mê khác thường khẽ thở dài một cái trong cái nhìn của đường uyên không hề nghi ngờ dương thần đúng là một tay ăn chơi lần đầu tiên từ khi với mình trải qua chuyện tình một đêm ở bờ sông thì đã tỉnh ngộ về sau tại trường học của con gái gặp lý tinh tinh càng thêm chắc nịch không ngờ lần này lại là mạc thiện ni lý tinh tinh thuộc loại con gái đơn thuần bị dương thần lừa gạt cũng là chuyện bình thường nhưng với mạc thiện ni một cô gái quan hệ xã hội nổi tiếng của thương trường người quản lý xuất sắc của công ty mà lại lún sâu trong bùn điều này làm cho đường uyển không khỏi hoài nghi dương thần dựa vào cái gì mà tóm được lòng hai cô gái có phong cách rất khác biệt mà xuất sắc như nhau giờ khắc này chứng kiến trên sân banh tùy ý phát huy kỹ thuật đánh banh vụng về của người đàn ông này lại đem tennis bỡn cợt trong tay. Đường Uyển có điều ngộ ra, xem ra đặc điểm lớn nhất của người đàn ông này chính là những điểm mà người đàn ông khác không thể có được. Dương thần không biết Mạc Thiện Ni đang nhìn mình với ánh mắt chưa từng có, càng không nghĩ tới đường Uyển ở ngoài sân với vẻ mặt tươi cười chào đón mình mà trong lòng đã cho mình vào sổ đen. Chỉ có điều dần dần ý thức được Chu Đông Thành ở đối diện đã sắp đuối sức khi trả banh về, dường như sau khi đánh trả liên tục mười mấy lần qua lại Chu Đông Thành đã sắp kiệt sức, đến lúc trái banh bay đến trước mắt mình, Dương Thần trực tiếp dùng tay bắt lấy trái banh chặt chẽ, phun ra điếu thuốc gần tàn trên miệng, hướng đến Chu Đông Thành hô to, còn đánh nữa không, Chu Đông Thành đổ mồ hôi đầy đầu, khom lưng thở hồn hển hai tay chống trên đầu gối mới không ngồi bệt xuống đất ném vợt xuống, khó khăn phất phất tay, buồn thảm nói, không, không đánh nữa. Vậy tôi đi đây. Dương thần thực sự không muốn ở nơi này thêm nữa, vốn bởi vì quan hệ với sắc vi, Chu Đông Thành tất nhiên là kẻ địch, nhưng kẻ thù này luôn cười quyến rũ với mình, làm sao chịu được, Chu Đông Thành có phần vội, cũng bất chấp mệt mỏi, thở hồn hền hô, Dương, anh Dương đợi một chút, không biết, không biết có thể hân hạnh mời anh Dương cùng dùng bữa tối. chương 99, chuyện xưa hơi dài, đến khi ra ngoài phía cửa của trung tâm nghỉ mát phong lâm, Mạc Thiện Ni đã thở hổn hển không ngừng vì chạy, nhìn tay Dương Thần vẫn nắm tay mình không buông, Mạc Thiện Ni giả vờ ho, khuôn mặt cũng không biết vì thẹn thùng hay bởi sau khi vận động mà đỏ ao. Sao vậy, cổ họng của Mạc Tiểu Thư có vấn đề, Dương Thần làm ra vẻ không biết, Mạc Thiện Ni chừng mắt nhìn hắn, buông cái giỏ heo của anh ra, Dương Thần cười ha ha, cũng không đỏ mặt, nhưng vẫn buông tay ra khỏi cánh tay nõn nà kia, tuy rằng cái cảm giác đó thật tuyệt tiện thể còn nói lại rõ hàm ý của câu nói vừa rồi. Mạc Tiểu Thư nói câu này thật mất trình độ, giò heo sao gấp khúc được mà nắm tay cô. Đã biết đấu võ mồm không lại với tên này Mạc Thiện Ni chẳng muốn nhiều lời. Tiếp tục đi tới hướng xe, sau khi hai người trên đường trở về, Dương Thần nhìn về phía sau thấy không có xe và người đi theo, mới thở phào nhẹ nhõm. Mạc Thiện Ni có vài phần dí dỏm cười nói, thì ra người mặt dạn mày dày cũng có lúc sợ, anh có phải lo lắng Chu Đông Thành đuổi theo? Dương thần thật sự lo lắng cái thằng ẻo lạc kia đuổi theo cười ngượng nói, Mạc Tiểu Thư thật thông minh lanh lợi, đã nghĩ đến vấn đề sâu xa như vậy. Yên tâm đi, tuy anh ta xuất thân từ xã hội đen, nhưng trong giới này, có tiếng là khiêm tốn lịch sự, không hề nhìn thấy sự hung hách của một thiếu gia. Anh ta chưa bao giờ ép buộc ai, như cô vừa nói, dường như anh ta rất hiền lành, Dương thần lẩm bẩm nói, Mạc Thiện Ni dùng tay ấn lên phím nhạc trên vô lăng. Trình âm lượng nhạc đến nhỏ nhất nói, dĩ nhiên không thể lúc nào cũng hiền lành, nếu thật sự anh ta không nguy hiểm, thì mọi người đâu có cảm giác sợ hãi đối với anh ta. Tôi chỉ nói, nếu anh không chọc anh ta, hay không gây tổn hại đến lợi ích của anh ta, chu Đông Thành luôn luôn đối đãi anh mềm mỏng, điểm này không giống cha của anh ta. Cô còn gặp qua chu Quang Niên, Dương Thần hỏi, Mạc Thiện Ni nhìn hắn như nhìn thằng khờ. Tất nhiên, tập đoàn Đông Hưng cũng không phải là xí nghiệp nhỏ chúng tôi gặp chu quang niên trong những nơi công cộng không phải hiếm nhưng có điều là lão ta thật không giống người làm ăn cho dù bao năm vẫn làm ăn đàng hoàng nhưng mỗi lần tôi gặp ông ấy vẫn có cảm giác khắp con người như bị bao trùm trong bóng tối làm cho người khác hoảng hốt bằng không sao mà làm ông vua khu đông của thế giới ngầm nhưng dương thần lại cảm thấy dáng vẻ của chu quang niên bình thường hơn nói đến đây mạc thiện ni trầm lặng một lát nói cho anh chọn địa điểm dùng bữa tối để trả ơn sự giúp đỡ của anh hôm nay. Dương thần vừa nghe, may mắn thay cuối cùng cũng không cần đi theo Mạc Thiện Ni đến chỗ quái lạ. Nghĩ vậy nói, tôi muốn ăn lẩu, Mạc Thiện Ni liếc mắt nhìn hắn, thời tiết lại còn chưa tới đông, ăn lẩu cái gì, sẽ nóng và nổi mụn. Cô nói là cho tôi chọn, vậy cô cảm thấy nên ăn cái gì? Dương thần uất ức nói. Ăn lê đường, còn ăn lê đường, chị hai, cô đã nói cho tôi cơ hội chọn lựa. Dương thần cười khổ, Mạc Thiện Ni hư một tiếng, như anh đã nói, tôi nói là cơ hội chọn lựa, chứ không phải quyền quyết định, nơi anh chọn đã bị bác bỏ rồi, bây giờ chúng ta đi ăn lề đường, nhắm mắt một cách đau khổ, cô gái này thật biết chơi sỏ. Nửa giờ sau, Dương Thần Lai buồn bực không vui theo Mạc Thiện Ni mặt đối mặt ngồi ở quán ăn lề đường của chị Hương, trước mặt bày ra vài món có hương vị tứ xuyên, màu hồng của trái ớt vừa nhìn thấy đã có cảm giác như cay chết đi được bởi vì thời gian còn sớm, xung quanh quán người vẫn chưa đông, so với lần trước đến hơi vắng vẻ, gió mát đầu thu nhẹ nhẹ thổi qua, đem lại sự ớn lạnh nhẹ nhẹ, mặc thiện ni nhấp ngụm rượu trắng, nhìn thấy vẻ mặt như bị trẻ con bắt nạt của dương thần, không hài lòng nói, anh có vẻ mặt gì đây, tôi mời anh đi ăn anh còn ra vẻ mặt đau khổ, dương thần lau mồ hôi trên trán do bị cay, đâu giống cô ăn cay từ nhỏ, cô nên biết ở nước ngoài ít khi ăn những món cay như thế này ồ chút nữa tôi quên thì ra người ưu tú trước mặt tôi từng du học trở về so với con gái quê mùa như tôi không thể so được mạc thiện ni châm biếm nói dương thần chẳng muốn tranh cãi chợt nhớ tới cái gì đó thần sắc nghiêm túc nói cô tính xử ký thế nào với vấn đề của người cha kế trương phú quý lúc trước không rõ nguyên do chỉ nhìn thấy vẻ mặt cô mất ngày này rất khổ sở nhưng hiện giờ xem ra chắc là người đàn ông đó làm cho cho cô đau khổ chăng? Nếu cần giúp đỡ hãy lên tiếng, tôi rất rảnh, cô biết mà, Mạc Thiện Ni ngưng đôi đũa một chút, ngước mắt nhìn thẳng vào Dương Thần hỏi, anh luôn quan tâm tôi đau khổ hay không? Ơ, ờ, Dương Thần ngượng ngùng cười, dù sao cũng không thể nói rằng mỗi lần cô ấy đi ngang qua đều sẽ nhìn trộm, còn luôn nhìn vào mông cô ta, chỉ nói, đồng nghiệp trong văn phòng làm việc đều nói cô không vui, tôi mới để ý tới trong mắt mạc thiện nhi ẩn chốt thất vọng nhẹ nhàng nói anh còn nhớ lần trước chúng ta đến đây tôi đã nhận một cú điện thoại nhớ dương thần còn nhớ đêm hôm đó mình bị cưỡng ôm là mẹ của tôi gọi đến mẹ nói trương phú quý đến trung hải làm thuê dặn tôi đi đón ông ấy và giúp ông sắp xếp mạc thiện nhi cười nhạo nói sự thật ông ấy cũng chẳng cố gắng gì mà lại đi làm thuê ông ấy ở quê chúng tôi nợ nần cả đống nếu tôi không trả nợ giúp ông ấy ông ấy đã bị bọn họ đánh chết rồi. Bởi vì ông ấy ở đó đã quá mang tiếng, chỉ còn cách đến Trung Hải này, cô thừa biết rõ tính tình của ông ấy, sao còn để ông ấy đến, Dương Thần tò mò hỏi. Có phiền nghe một câu chuyện dài không, Mạc Thiện Ni hỏi ngược. Nếu lần sau cô không dẫn tôi đến ăn ở đây thì tôi sẵn lòng nghe cô thổ lộ tâm tình, Dương Thần với ý đồ đàm phán nói. Không thể, hít, Dương Thần cười lưỡng thưởng, cô hãy nói đi. Mặc Thiện Ni như người thắng cuộc khóe miệng dương lên, thản nhiên kể. Lần trước đã nói với anh, cha mất lúc tôi 13 tuổi, mẹ lại gả cho Trương Phú Quý. Ở trong thôn trong số ít người đàn ông chưa có gia đình Trương Phú Quý cũng coi là trẻ, và luôn yêu mến mẹ, bởi vậy cuối cùng mẹ tôi đồng ý. vào lúc đó, Trương Phú Quý cũng chưa thích cờ bạc, tuy nghèo, nhưng chúng tôi vẫn no ấm. Nhưng qua mấy tháng sau, vì mẹ tôi ngày ngày ra ruộng, vốn cơ thể yếu ớt nên bị bệnh không ngồi dậy được. Lúc đó tôi mới 13 tuổi, học xong tiểu học chỉ ở nhà không thể học trung học, sự thật là nơi đó cũng không có trường trung học, lúc đó tôi để cho Trương Phú Quý dẫn mẹ đi khám bệnh ở nơi gần nhất trong thôn, vì tôi sợ sau khi cha rời xa tôi, mẹ cũng rời xa tôi, nếu như vậy tôi thực sự thành cô nhi. Tôi rất sợ, không ngừng van xin Trương Phú Quý, lúc trước tôi luôn không chịu kêu ông ấy bằng ba. Nhưng lần đó vì cầu xin ông ấy, tôi phải liên tục gọi ông ấy ba, ba, nhưng Trương Phú Quý đột nhiên biến thành con người mà tôi không nhận ra. Ông ấy không hề nghe theo lời tôi, ngoài đến trưởng thôn lấy chút thuốc nam nấu cho mẹ tôi uống, cái gì cũng không làm. Sau này, bà hàng xóm ở bên cạnh nói với tôi, Trương Phú Quý nghèo quá, ông ấy không có tiền, cho dù đến bệnh viện trong thị trấn, cũng không cách nào đưa mẹ đi khám bệnh, càng không thể mua thuốc, thậm chí, ngồi xe đến thị trấn gần nhất Vé xe cũng trả không nổi, nói đến đây, giọng của Mạc Thiện Ni trở nên khàn khàn, hốc mắt hơi đỏ, tự tay rót cho mình một ly rượu trắng, uống một hơi cạn, "Vậy mẹ cô bà ấy?" Dương Thần không hỏi nữa, Mạc Thiện Ni nói, "Sau đó mẹ tôi dĩ nhiên lành bệnh, không biết tại trời thương hay thuốc của bác hai trưởng thôn có công hiệu, nhưng sau lần đó bị bệnh mẹ tôi dường như già đi vài tuổi. Nhưng tôi vẫn rất sợ" Lúc đó tôi nghĩ nếu mẹ bệnh lần nữa mà chúng tôi không có tiền mua thuốc chữa rồi sẽ ra sao? Tôi không dám nghĩ nữa, lúc đó tôi chỉ có một suy nghĩ là có tiền lo thuốc chữa bệnh cho mẹ. Cho nên cô một mình đến Trung Hải, Dương Thần chợt tỉnh ra, Mạc Thiện Nghi gật đầu tự diễu nói, có phải cảm thấy rất vớ vẩn, rất ngốc? Một đứa con gái chưa đến 14 tuổi, làm ra vẻ trưởng thành nhưng thật sự là không biết gì hết. Thậm chí một mình ngồi trên xe lửa đến Trung Hải, muốn kiếm tiền cho mẹ chữa bệnh, không ngốc, nhưng cô rất giỏi, tôi rất ngạc nhiên làm sao cô có tiền để mua vé. Dương thần hỏi, ánh mắt mạc thiện ni hơi trốn tránh, do dự nói, tôi ăn trộm ví tiền của một người, nói xong thấp giọng nói, anh có khinh thường tôi không, cho rằng tôi không biết xấu hổ, rõ ràng làm ra một việc rất xấu xa mà còn nói ra một cách hùng hồn, trộm ví tiền đáng gì. Tôi còn từng cướp nhà băng nữa chứ, Dương thần nghĩ bụng nhưng ngoài miệng đương nhiên không nói ra chỉ lắc đầu thành thật nói, không có, con người cũng sẽ có lúc phạm sai lầm, dù sao so với tôi còn cao thượng hơn, tôi đã vào cục cảnh sát hai lần rồi, cuối cùng Mạc Thiện Ni cũng cười nói tiếp, chuyện về sau chắc anh cũng đã biết được phần nào, sau khi tôi đến đây một mình. Tìm cách tự học được sự giúp đỡ của những người cùng quê như chị Hương và Viện Phúc Lợi. Bắt đầu học trung học, về sau là vì bà nội của Nhược Khê cũng là nguyên chủ tịch của quốc tế Ngọc lôi tình cờ đến thuyết trình ở trường chúng tôi tôi bị bà ấy để ý cân nhắc đào tạo tôi từ đó về sau tôi mới thật sự có thể ngẩng đầu lên ở trung hải nếu không có nguyên chủ tịch thì không có mạc thiện ni của ngày hôm nay bây giờ chắc anh hiểu được vì sao lúc tôi nghe nói tên vô lại anh đã cưới nhược khê mà tôi tức giận như vậy rồi chứ dương thần mới sáng tỏ gật đầu trong cuộc sống ân đức đáng quý nhất là giúp người khi gặp nạn tuy mạc thiện ni nói dường như rất nhẹ nhàng nhưng rõ ràng một người đến từ nơi quê xa hẻo lánh không nơi nương tựa thậm chí một cô gái có thể tồn tại hoặc không tồn tại trên thế gian này cũng không sao mà lại vào được trường học đàng hoàng tiếp xúc được mọi thứ của cái thế giới thượng lưu và được trở thành người xuất sắc trong giới thương nhân trung hải bà nội lâm ngược khê đem đến cho mạc thiện ni tuyệt nhiên không phải chỉ là sự giúp đỡ về vật chất nhiều hơn nữa có thể là một sức sống tinh thần luôn được ủng hộ Đương nhiên sự cố gắng trên quãng đường này mà Mạc Tiện Nhi bỏ ra, so với người thường chắc chắn hơn gấp mấy lần, trong đó những chua sót đau khổ, chỉ có cô ấy mới cảm nhận được. Sau này, rốt cuộc tôi cũng kiếm được tiền, còn nhớ lúc gửi cho mẹ số tiền lần đầu tiên, trong điện thoại mẹ khóc rất lâu, nhưng chúng tôi đều rất vui, mẹ biết tôi khôn lớn rồi, tôi cũng hiểu rốt cuộc tôi có thể lo cho mẹ. Tuy nhiên, đó cũng là nguyên nhân cho sự bắt đầu mê cờ bạc của Trương Phú Quý ông ấy biết tôi mỗi tháng được lãnh lương không ít hơn nữa ở trung hải đã bám dễ nên cờ bạc càng lúc càng lớn bắt đầu từ vài xu vài đồng về sau ăn thua với người ta trăm mấy hai trăm ngàn tệ cho đến hai năm gần đây đã là gần cả triệu rồi mạc thiện nghi khẽ thờ dài nói dương thần nhíu mày sao không cho mẹ ly hôn với ông ấy để mẹ cô rời khỏi ông ấy sống cùng cô ở trung hải là xong dựa vào thu nhập của cô hoàn toàn có thể đem lại cuộc sống đầy đủ cho hai mẹ con còn lo cho con ma cờ bạc kia làm gì mạc thiện ni cười sâu thảm nói ông ta đối với anh là một con ma bài bạc đáng xấu hổ đối với tôi là người cha vô dụng đáng hổ thẹn nhưng đối với mẹ mà nói là người đàn ông đã tiếp nhận trong lúc mẹ bơ vơ nhất là người đàn ông đã cùng mẹ sống với nhau hơn chục năm cho dù trương phú quý tệ đến đâu đi nữa ông ấy chưa bao giờ làm một việc gì không có tính người đối với mẹ tôi vẫn luôn ở bên cạnh mẹ. Cho nên vì mẹ cô, luôn cho tiền trương phú quý để ông ấy trả nợ. Thậm chí bằng lòng cho ông ấy đến Trung Hải, Dương Thần đã hiểu rõ nguyên nhân sự việc, cảm thấy tổn thức một lúc, nhà nào cũng có chuyện khó nói. Nếu không phải từ chính miệng của Mạc Thiện Ni nói ra, ai mà biết được người này trước mặt mọi người vô cùng nở mặt nở mày lại có một hoàn cảnh như vậy. Trương Một Trăm, hân hạnh nói với anh, khi chia tay với Mạc Thiện Ni, đã là gần 10 giờ đêm, nhưng trong lòng Dương Thần vẫn không thể nào quên được việc xảy ra sáng sớm ngày hôm nay. Sau khi vào cục cảnh sát, thật may là Lâm Nhược Khê tìm đến luật sư Trương mới có thể yên tâm đi ra. Đã muộn lắm rồi mà còn chưa đi cảm ơn người ta, nói rõ sự tình. Thật sự không thể nào nói ra, thậm chí biết rằng Lâm Nhược Khê không muốn nghe, nhưng cảm thấy vẫn nên gặp mặt. Sau khi lấy xe, Dương Thần một mình lái xe tới bệnh viện khi sắp tới cửa phòng bệnh của lâm nhược khê bước chân dương thần có chút do dư bởi vì hắn phát hiện có hai nam nhân đang đứng trước cửa phòng bệnh dựa vào trực giác của mình dương thần có thể dễ dàng đoán ra là ai đối phương xuất thân là quân nhân từ tư thế đứng đến ánh mắt đều toát lên khí chất của một người quân nhân ưu tú là ai ở trong phòng bệnh lại còn có cả bảo vệ là quân nhân đứng ở ngoài cửa trong lòng có vài phần bất an dương thần không tránh đi mà còn bước nhanh tới cửa đứng lại một nam nhân đứng trước cửa giơ tay ra ngăn dương thần lại nói không được vào dương thần cười mà nói rằng hai vị tôi chỉ là đi thăm người bệnh đâu cần khó khăn như thế tôi có quen với người nằm trong đó các người không tin cứ mở cửa gặp mặt rồi sẽ biết ngay thôi hai người nam nhân vẫn là bộ mặt như thế không dài dòng mà nói rằng nói là không được vào thì không được vào nếu tôi cứ muốn vào dương thần không còn tươi cười Sắc mặt lạnh xuống, trong mắt người đàn ông kia có một tia tức giận, cười lạnh một tiếng, "Vậy thì cút ra xa một chút." Nói xong, người đàn ông lấy một tay đẩy Dương Thần ra. "Cút cái đầu các ngươi à?" Dương Thần tức giận, một tay nắm lấy tay người đàn ông kia, dùng sức mạnh khiến lão ta ngã xuống đập vào tường hành lang phía đối diện, người đàn ông còn lại nhìn thấy Dương Thần ra tay, liền rút một con dao đón đầu bổ xuống dưới, Dương Thần cũng không thèm nhìn tới thật nhanh nhấc đầu gối giống như một cái rủi huyết thật mạnh vào bụng tên kia. Nam nhân kia nằm ôm bụng quằn quại trên đất, trong nháy mắt hai kẻ lúc trước không thèm để ý tới dương thần mà giờ đây. Một kẻ thì choáng váng, một kẻ thì toàn thân đau đớn. Căn bản không tin nổi bọn họ thân là bộ đội đặc trùng được huấn luyện mà lại không chịu nổi một đòn. Dương thần vén quần, nói, ta đây muốn gặp người đàn bà của mình mà phải hỏi các người ư. Đổ ngu, nói xong liền đẩy mạnh cửa phòng bệnh ra nhưng trong lúc vừa mới mở cửa hắn ngay lập tức cảm nhận được một luồng khí mạnh đập vào mặt gần như là bản năng đầu dương thần tránh sang bên trái một chút một tiếng thét chói tay nháy mát một nắm đấm không chúng đã trở thành móng vuốt cào lên cổ dương thần bước chân của dương thần ở trong không gian nhỏ hẹp bỗng nhiên lại trở thành một đường cong kỳ dị cùng lúc tránh móng vuốt kia hắn đã di chuyển ra phía sau của người đánh lén kia nhưng phản ứng và tốc độ của người đánh lén kia cũng khiến người khác phải nề phục trong lúc một chân chạm đất, chân kia đã quét ngang về hướng Dương Thần, Dương Thần đã đoán được sức mạnh của người này, sau khi nhận ra không hề uy hiếp, lần này lười né tránh, một tay dựng thẳng đón đỡ ở trước ngực. Thình, một tiếng không khí dữ dằn, đó chỉ là tiếng động phát ra từ cái chân bị Dương Thần giữ chặt. Cơ thể của Dương Thần không hề nhúc nhích, giờ khắc này, cũng đã nhìn rõ người công kích trước mắt, mặc trên người một bộ áo dài màu sáng, dùng nhan không có phần nổi trội tóc hơi có vẻ hoa dâm của người già, nhìn thấy là một ông già. Dương thần bực tức kêu lên, này, lão già kia, ta với ngươi không thù không oán, hà cớ gì muốn lấy mạng của ta, áo xám, lùi ra, một tiếng nói hung hậu uy nghiêm phát ra. Một bên đầu giường của phòng bệnh lại có thêm một người đàn ông nhìn khoảng ngoài 50, nam nhân này thân hình cao lớn, khuôn mặt anh Tuấn, cao giáo, mái tóc đen chỉnh tề, trên người là bộ quần áo xanh đen kiểu tôn trung sơn hiếm thấy cả người toát lên là người bề trên không có chút cầu thả nào khí chất rất phong xương người già bị gọi là áo xám nhìn dương thần một cách quái dị nhưng rất nghe lời đã thu chân lại cung kính chậm rãi lui về một góc dương thần xoay người rốt cuộc cũng đã nhìn thấy lâm nhược khê mà mình lo lắng giờ phút này an tâm ngồi dựa vào giường bệnh trên người mặc bộ quần áo ngủ bông trắng tinh khiết làm nền cho mái tóc đen kia má hồng chưa từng trang điểm, nhưng khuôn mặt tinh xảo như chạm ngọc, kiều diễm. Hai tuần điều trị với thuốc đông y đã khiến tất cả vẻ đẹp của vị nữ tổng giám đốc trẻ trung sinh đẹp đạt tới mức kinh động lòng người. So với lần đầu tiên Dương Thần nhìn thấy còn khiến người ta rung động hơn, chỉ có điều, lúc này đây vẻ mặt lâm nhược khê buồn bực, dường như tất cả mọi thứ trước mắt đều không nhìn thấy. Khóc mắt hơi hơi đỏ lên, dường như vừa mới khóc, hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ tới mức khiến cho người ta thương tiếc. Người chính là Dương Thần, nam nhân mặc kiểu áo tôn trung sơn trầm giọng hỏi. Dương Thần không hiểu tình hình, nhưng rất hiển nhiên, người có được thuộc hạ cao thủ như thế, thân phận sẽ không thấp, gật đầu. Ông là, ta là ông nội của Nhược Khê, tên là Lâm Chí Quốc, Lâm Chí Quốc. Ông nội của Nhược Khê, dẫu nhìn người này là đã có tuổi, nhưng không nghĩ rằng lại là ông nội của Nhược Khê. Dương thần nhớ là lần trước Thái Nhiên đến bệnh viện đã có nhắc tới người này, và còn rất tò mò là nhược khê rốt cục có ông nội hay không, không ngờ hôm nay được gặp không phải, đột nhiên, Lâm nhược khê quay đầu lại, mạnh mẽ mà nói với Dương thần, ông ấy không phải ông nội tôi, tôi không quen ông ấy, Dương thần hãy mau đuổi ông ấy ra đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt ông ấy, lần này Dương thần gây to rồi, phải làm thế nào đây, Lâm Chí quốc nhíu nhíu mày trong ánh mắt lộ ra vài phần xót xa đau lòng nói nhược khê cháu hận ông đến thế sao ngay cả việc ông nội đến thăm cũng không được sao tôi nói lại một lần nữa ông không phải ông nội tôi thêm nữa ông đã nhìn thấy tôi có thể đi được rồi nhược khê lạnh giọng nói xong cũng không nhìn lâm trí quốc lúc này người mặc áo xám bên cạnh lại an ủi nói tiểu thư lão già mấy năm nay cũng không mấy dễ chịu lúc nào cũng nhớ tới tiểu thư lần này biết tin tiểu thư nằm viện đã rất lo lắng, lo rằng mọi người trong gia đình đều phản đối lão gia đến thăm tiểu thư. Nhưng lão gia đã bất chấp những điều đó để tới đây. Tiểu thư, xin đừng trách lão gia, lão gia cũng có nỗi khổ tâm." Lâm Nhược Khê cười lạnh nói, "Tôi làm sao dám trách Lâm lão gia quyền cao chức trọng, các người không cần để ý tới một tiểu nha đầu như tôi đây. Tôi không cần sự thương hại tới mức nực cười của các người." Vẻ mặt Lâm Chí Quốc biến sắc, thở dài, gật đầu nói, "Được. Nhược Khê, cháu đã không muốn ông ở lại, ông sẽ đi ngay. Có điều, nói xong Lâm Chí Quốc nhìn Dương Thần, người ông hoàn toàn không quen biết, đang đứng bên cạnh, nói, có điều, cháu vẫn là người Lâm gia, trong người cháu đang chảy dòng máu của Lâm gia, chính là huyết mạch Lâm gia cao quý nhất. Ông không cho phép cháu tùy tiện kết hôn với một kẻ bán thịt dê xiên nướng. Dương Thần buồn bực, ông cụ này nói chuyện thật khó nghe. Bán thịt dê xiên thì đã làm sao? cũng không phải là người bán thân, tôi bán thịt dê tôi tự hào. Hơn nữa, chúng tôi đã tới cục dân chính đăng ký kết hôn, việc chưa kết hôn mà mà đã làm chuyện chăn gối cùng nhau, chấm ti yêu ai là vì uống say. Cơ bản cũng đã quên cảm giác, nhưng dù gì đi nữa cũng là vợ chồng hợp pháp. Sao lại gọi là kết hôn tùy tiện, cũng không phải như trong phim Võ Hiệp, kết hôn thề nguyền dưới ánh trăng, ngay cả giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cũng không có đã sinh em bé rồi nhưng những lời này dương thần lại không dám nói ra dù sao cũng là cháu gái yêu của ông nội bản thân là người ngoài lại là bề dưới chỉ đành chịu thiệt thòi thôi dựa vào cái gì tôi muốn lấy ai thì tôi lấy người đó tôi không phải người nhà họ lâm các người tôi chính là tôi lâm nhược khê ngoại trừ việc không thể sửa được cái họ chết tiệt kia thì tôi chẳng có quan hệ gì với các người cả lâm nhược khê tâm trạng trở nên kích động gần như phát điên mà nói Lâm Chí Quốc sắc mặt lạnh tanh, cháu có thừa nhận hay không không quan trọng, quan trọng là hai người phải ly hôn. Nữ nhân Lâm gia chỉ gả cho nam nhân thành đạt, trò cười, Lâm Nhược Khê cười lạnh thấu xương nói, ông cùng với bà nội phải chăng cũng coi là một trò cười. Cầm miệng, Lâm Chí Quốc tức giận, giống một con sư tử bị dẫm đuôi, giơ tay lên muốn cho Lâm Nhược Khê một cái tát, nhưng mà, cánh tay vừa mới giơ lên, Lâm Chí Quốc toàn thân run lên vẻ mặt phức tạp từ từ hạ tay xuống trung quy là không đánh nổi thở dài nói là ông có lỗi với bà nội đó là nỗi ân hận lớn nhất của đời ông cho nên ông phải chăm sóc cháu thật tốt không thể để dòng máu nhà họ lâm trộn lẫn với một tên bán thịt dê được tôi rất vinh hạnh mà nói với ông rằng đã muộn rồi lâm nhược khê cười một cách mỉa mai cũng không biết là cười lâm chí quốc hay là mỉa mai chính mình lâm chí quốc mở to mắt giống như mũi lao nhìn dương thần ánh mắt đó như muốn xuyên thủng dương thần giọng nói run run mày mày nói gì mày và nó nếu không ông nghĩ vì sao tôi lại lấy anh ta lâm nhược khê cười vui vẻ mà hỏi lại dương thần đứng bên có chút lúng túng cười ngây ngô sờ lên mũi nữ nhân này cũng thật là ngay trước mặt ông nội mà lại nói chuyện này thật xấu hổ chẳng trách sắc mặt ông ấy lại khó coi như vậy người khác không thể cười nổi không chỉ lâm chí quốc mà ngay cả người mặc áo xám đứng bên cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Rất lâu sau mới có thể chấn tĩnh lại, Lâm Chí Quốc yên lặng nhìn Lâm Nhược Khê, không muốn nói thêm điều gì nữa. Ngẩng đầu nhìn Dương Thần với ánh mắt thù hận, nói, ông không thể ngờ rằng sự việc lại thành ra nông nỗi này, nhưng, Dương Thần, tôi hy vọng cậu sẽ không làm việc có lỗi với Nhược Khê, nếu không, tôi quyết không tha cho cậu, cuối cùng cũng nói được một câu tử tế với mình, Dương Thần có chút khổ não việc này phải xem cô ấy có muốn sống tốt với tôi không đã thiết luật của lâm gia bất kể nam hay nữ cả đời chỉ được lấy một người người phải đối tốt với nhược khê lâm trí quốc nói chắc như đinh đóng cột hả à, dương thần nhìn lâm nhược khê đang trầm mặc không nói đột nhiên có chút giật mình nguyên nhân vì sao mà nữ nhân này lại cùng mình kết hôn xem ra những kiểu hợp đồng hôn nhân như thế cũng chỉ là cái cớ bên ngoài nguyên nhân chính là không muốn thừa nhận bản thân là người nhà họ lâm nhưng trên thực tế từ sâu trong tâm can thì lại làn như thế việc này cũng quá mâu thuẫn trong lòng dương thần dối như tơ vò bên cạnh mình không chỉ đơn thuần là một nữ nhân nói mập mờ đó là quy định nhà các người chẳng liên quan gì tới tôi cả lâm trí quốc ánh mắt sáng quắc nói đừng tưởng có mấy ngón võ mà cho rằng ta không có cách nào để dạy dỗ ngươi nếu ngươi dám để nhược khê chịu tổn thương ta sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho ngươi trên giường Lâm Nhược Khê lạnh lùng liếc Dương Thần một cái. Dương Thần, đừng nói nữa, bảo ông ta đi đi. Không cần dục ông sẽ đi ngay. Lâm Trí Quốc lại nhìn Dương Thần với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi cùng với người mặc áo xám rời khỏi phòng bệnh. Hai người đàn ông bị đánh ngã cũng theo đi, không dám ở lại dù chỉ một khắc, chỉ còn lại hai người ở trong phòng. Ánh mắt họ nhìn nhau, không khí lúc này có chút gượng gạo.